tuy là hư ảnh nhưng thời điểm tán cây cổ mộc xanh ngắt kia bị hỏa diễm và lôi điện đánh chúng vẫn bốc cháy rừng rực bất quá dù hỏa lôi thiêu đốt hung mãnh tán cây lại tựa như đang không ngừng trùng sinh vừa mới thiêu hủy liền có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu tốc độ tựa như còn nhanh hơn một bậc cho dù bạch quang của bảo kính kia chiếu xuống vẫn vô pháp công phá được phòng ngự của tán cây này hàn đạo hữu hẳn đây chính là thủ đoạn áp dương của ngươi a nếu thật sự như thế vậy cũng làm ta thất vọng rồi Đông Phương Bạch cười nhạo nói, lời vừa dứt, bỗng nhiên gã cảm thấy hoảng hốt, mi tâm phía trước hình như có một đạo tinh quang hiện lên, không chờ gã thấy rõ, đạo tinh quang kia đã hóa thành một thanh tiểu kiếm, bỗng dưng đâm xuyên mi tâm của gã, chui vào bên trong. Đông Phương Bạch chợt cảm thấy trong đầu một trận đau đớn bén nhọn, trong thức hải tựa như nhấc lên cuồng phong sóng lớn, thân thể theo đó chấn động kịch liệt, sau lưng tỏa ra thanh quang cũng run lên, mờ dần đi. Bóng cây tỏa thanh quang to lớn kia vào lúc này tiêu tán dần, mưa lửa và thác nước lôi điện đầy trời liên tục chút xuống, trong nháy mắt che khuất nó. ầm ầm, từng tiếng lôi minh vang lên không ngừng, lôi điện tím xanh và ánh lửa ngũ sắc giao thoa cùng một chỗ, phản chiếu toàn bộ quảng trường tổ sư đường trở nên dạng dỡ. Cung chủ, đào cơ đang liên thủ cùng Lữ Vân đối chiến với hình thú, do đề hồn biến thành, không khỏi cả kinh kêu lên. Đào trưởng lão, làm tốt việc của ngươi đi, cung chủ bên kia không cần ngươi lo lắng. Hai tay Lữ Vân huy động trong hư không, 18 cây thiết kỳ xích hồng bay múa trên không trung không ngừng, vây quanh đề hồn. chương 1020, phản công, Lữ Vân còn chưa dứt lời, hỏa diễm và lôi điện trên quảng trường đã dần dần kết thúc, thân ảnh Đông Phương Bạch hiện ra một lần nữa. Chỉ là nhìn gã lúc này nào có phong thái thong rong như trước đây, toàn thân giống như một cây gỗ khô cháy đen như than, bốc lên khói đen ngùn ngụt. Tuy nhiên trên thân Đông Phương Bạch hình dáng cháy đen kia lại hiện ra từng điểm tinh hỏa đỏ thấm, trong lồng ngực có một đoàn lục sắc quang mang lập lòe bất định, từ đó tỏa ra từng sợi hào quang màu xanh lục nhẹ nhẹ, hóa thành từng sợi dây nhỏ giống như mạch máu lan ra khắp cơ thể. Những nơi chúng đi qua, từng khí thức sinh mệnh mạnh mẽ lan tràn khiến cho thân thể giống như đã mất hết sinh cơ một lần nữa phát ra sự sống, dần dần khôi phục. Lúc này, chỉ thấy thân ảnh Hàn Lập lóe lên bay tới, bàn tay như lưỡi dao chém ngang qua. Đầu lâu cháy đen của Đông Phương Bạch lập tức bị lăn xuống mặt đất, lại bị hắn đạp xuống một cước, biến thành bột mịn. Cùng lúc đó, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm xuất hiện, xuyên qua ngực cố tản thi cháy đen kia, bên trong tỏa ra dòng điện màu vàng, trong nháy mắt đánh đoàn quang mang xanh biếc kia tan ra như đom đóm tiêu tán. Hàn lập cầm kiếm đứng, thân sắc trên mặt không hề nhẹ nhóm, ngược lại lông mày cao lại, nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh, cách đó không xa. Chỉ thấy chính giữa cái nứt trên phiến đá mọc lên một gốc cỏ dại yếu đuối không gì sánh được, đung đưa theo gió. Trên nó đột nhiên sáng lên hào quang màu xanh, cây cỏ dại nhanh chóng cao lên, phía dưới hoa lá nở rộ, trong chớp mắt hóa thành hình người. Nhìn bộ dáng trang phục thì chính là Đông Phương Bạch, Mộc Chi Pháp Tắc, đúng là có chút y tứ. Ánh mắt Hàn lập lóe lên, cười nói: "Hàn đạo hữu, những chiêu thức nhỏ yếu này nhìn cũng đủ rồi, đã đến lúc nên kết thúc." Đông Phương Bạch lạnh lùng nói, khi vừa dứt lời, bàn tay nhẹ nhàng xoa vào nhau, linh vực màu xanh bao phủ bên ngoài bỗng nhiên tỏa ra hào quang đại thịnh, bên trong hư không hiện ra vô số điểm sáng màu xanh một cỗ lực lượng pháp tắc mộc thuộc tính từ đó truyền ra làm cho Hàn Lập cảm thấy tim đập loạn nhịp. Hàn Lập trong tình huống này, con người co rụt lại, thân thể theo bản năng nhanh chóng lùi ngược về phía sau. Xâm la, vạn, tưởng, đông phương bạch quát nhẹ một tiếng, thanh âm có chút nổi lên phiêu hốt bất định. Chỉ thấy trong hư không, từng thân từng thân cây không biết bắt nguồn từ đâu, mọc lung tung lộn xộn ở bên trong màn sáng màu xanh, rồi lan tràn khắp hư không. Dưới mặt đất, từng cây từng cây cự mộc cao trăm trượng đột một mọc lên, trong nháy mắt khiến cho toàn bộ tổ sư đường của Thanh Tịnh Tông bị lật tung lên. Khu vực này vốn là đáy hồ, trong nháy mắt biến hóa long trời lở đất, hóa thành một khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm. Đóng giữ bốn phía sườn núi là bốn vị nộ mục kim cương đang bị từng sợi dây leo nhanh chóng lớn lên quấn quanh, cơ thể bị rêu xanh lan tràn bao phủ, rồi nhanh chóng bị vùi lấp, đã mất đi liên hệ cùng Hàn Lập. Một bên khác, ngay cả hình thú do đề hồn hóa thân cũng bị từng cây dây leo đặc thù có đường vân màu vàng quấn quanh, vây ngay tại chỗ khiến nó không ngừng dẫy dụa. Mặc dù lúc phát hiện ra bất thường, Hàn Lập đã nhanh chóng lui ra xa mấy trăm trượng nhưng vẫn bị rêu xanh khắp nơi bao trùm khắp mờ u bàn chân, cả người hóa thành một gốc thực vật mọc ra từ mặt đất, không có cách nào động đậy. Linh vực tạo vật cảnh đã gặp qua không ít nhưng dạng này lại khiến cho người ta nhìn thấy mà than thở a. À, Hàn Lập thân hãm trong tù, liếc qua đề hồn thấy nàng tuy bị vây khốn nhưng tạm thời không việc gì, trong lòng có chút buông lòng. Nếu không phải cung chủ một lòng khổ luyện linh vực, làm sao bây giờ mới chỉ dừng tại cảnh giới thái ất đỉnh phong? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, toàn bộ kim nguyên tiên vực có ai có đủ can đảm dám coi người chỉ là tu sĩ thái ất đỉnh phong đâu. Lữ Vân thấy thế, cười hắc hắc, nói ra, đào cơ thần sắc biến đổi liên tục, đáy lòng càng nổi lên sự kính sợ đối với Đông Phương Bạch, Hàn Đạo Hữu cho dù ngươi có giao hay không giao ra món đổ vốn không thuộc về ngươi thì cũng không có gì khác biệt. Đông Phương Bạch chậm rãi đi tới Hàn Lập, vừa cười vừa nói. Điểm này ngươi không nói, ta cũng biết. Hàn Lập lạnh nhạt nói. Hắn vừa nói chuyện, vừa âm thầm thúc giục tiên linh lực, lại phát hiện tiên linh lực mới phát ra trong nháy mắt bị kim văn trên thân dây leo quấn quanh người hấp thu sạch sẽ. Giờ phút này, đừng nói là vận chuyển công pháp, ngay cả chân ngôn bảo luân cũng không thể gọi ra. Hắn âm thầm nắm chặt quyền lại, phát hiện thể nội tinh thần chi lực cũng sẽ bị hấp thụ tương tự, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều. Đừng uổng phí sức lực, bị vây trong linh vực của ta, tất cả lực lượng của ngươi đều thuộc về ta. Đợi từ từ ta rút khô hết tiên linh lực của ngươi, sau đó bộ nhục thân cường đại không tưởng nổi này của ngươi cũng sẽ hóa thành chất dinh dưỡng trong linh vực của ta. Còn về phần nguyên anh của ngươi cũng sẽ làm nô bộc của ta, đời này kiếp này để ta sử dụng. Đông Phương Bạch đi tới gần, ý cười càng phát ra nồng đậm. Ánh mắt y nhìn vào cổ Hàn Lập, thấy có sợi dây nhỏ quấn quanh thì Đông Phương Bạch định dùng tay lấy đồ vật ở trước ngực ẩn trong quần áo của hắn. Nhưng ngay lúc này, thanh âm Hàn Lập bỗng nhiên vang lên, đồ của ta tốt nhất là ngươi đừng đụng đến. Vừa nói xong, quanh người hắn lóe lên huyết quang, thiên sát chấn ngục công vận chuyển đến cực hạn, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, lập tức hóa thành hình dạng cự ma ba đầu sáu tay. Đông Phương Bạch cảm nhận được khí thức cổ quái trên người cự ma truyền đến, trong lòng không khỏi dùng mình, thân hình nhanh chóng lùi lại. Một bên y kéo dài khoảng cách cùng Hàn Lập, một bên bấm pháp quyết. Bên trong linh vực của y liền tuôn ra vô số dây leo, ùn ùn tràn tới phía Hàn Lập, quấn quanh che kín cả thân hình hắn. Hàn Lập bước tới một bước, những dây leo quấn quanh ở trên người liền nhao nhao đứt gãy, căn bản là không có cách ngăn cản hắn được. Đông Phương Bạch thấy thế, hai tay đột nhiên vung lên, bên trong linh vực của y chấn động kịch liệt, trên từng gốc cây cổ thụ che trời dập dờn thanh quang, đột nhiên hóa thành 18 tên mộc giáp cự nhân cao trăm trượng, nắm trong tay bản long mộc thương to lớn, lao về phía Hàn Lập. Trên người tất cả mộc giáp cự nhân này đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc mộc thuộc tính nồng đậm, thời điểm bàn long mộc thương trong tay đâm ra, trên mũi thương liền ngưng tụ từng đạo thanh quang hình xoắn ốc, xé rách bốn phía hư không, vặn vẹo phóng ra. Sáu tay hàn lập cùng vung lên, hoặc nắm tay, hoặc giơ vuốt, không sợ hãi chút nào, chỉ sau mười mấy hơi thở, đã phá hủy hết 18 tên mộc giáp cự nhân. Hắn nhanh thoát khỏi vòng vây, nhảy lên trên cao, đập xuống phía đông phương bạch. Vào lúc này, đông phương bạch đã sớm chuẩn bị, trên thân y tỏa ra thanh quang dạng dỡ, vô số cây dây leo màu xanh từ bốn phía quấn quanh, tụ tập trên thân y, che kín thân thể, vậy mà y cũng hóa thành một tên mộc giáp cự nhân cao hơn 10 trường. Chỉ có điều mộc giáp trên thân trải rộng kim văn, ngoại trừ bên ngoài ẩn chứa lực lượng pháp tắc mộc thuộc cực kỳ nồng đậm, bên trong còn tràn đầy khí thức sinh mệnh. Mắt thấy hàn lập giữa trời đánh xuống, y dương tay trái lên, trong tay là một cây kim văn trường tiên gào thét vươn ra, quấn quanh eo của hàn lập, kéo mạnh xuống, một tay khác nắm một cây kim văn mộc thương, đâm thẳng vào tim Hàn Lập. Thân giữa bị trói, Hàn Lập lập tức cảm thấy huyết khí chi lực trong thể nội giống như sông lớn vỡ bờ, điên cuồng chảy ầm ầm ra bên ngoài, nếu không phải thể phách hắn cường đại kinh người thì đã sớm không thể chịu nổi. Bàn tay long trào khổng lồ của hắn chắn lên trước người, muốn bắt lấy kim văn mộc thương kia. Không ngờ trên mũi thương kia bỗng nhiên nổ ra một đoàn thanh quang, uy lực cực lớn vượt qua sức tưởng tượng của hắn, trực tiếp xuyên qua bàn tay khổng lồ, đâm chúng vào ngực của hắn chỉ nghe ầm vang lên một tiếng thật lớn. Trên kim văn mộc thương phát ra một cỗ tiên linh lực bàng bạc mãnh liệt không gì sánh được, trên đầu mũi thương tách ra một đoàn kim quang màu xanh chói mắt, ầm ầm nổ tung ra. Một đoàn sóng khí cuồng bạo từ đó tràn ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến cho toàn bộ linh vực đều chấn động không thôi. Hai tên Lữ Vân và Đào Cơ ở phía xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi vô cùng. Mà đề hồn bị dây leo kim văn giam cầm, giờ phút này đại bộ phận tiên linh lực trong thể nội đều bị hấp thụ sạch sẽ, một lần nữa hóa thành hình người khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn về phía hàn lập bên này trong mắt có chút lo lắng nhưng mà đợi tất cả sóng khí tiêu tán hết thân ảnh hàn lập đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào trên lồng ngực còn bị thanh kim văn mộc thương kia chĩa vào chuyện này làm sao có thể đông phương bạch thấy tình hình này trong lòng rất căng thẳng nghe nói khi đấu với đông phương cung chủ không thể dùng tu vi thái ất đỉnh phong để đánh giá chỉ có điều cho dù ngươi có năng lực đại la thì đã sao cái đầu kim viên nhe răng cười lớn, miệng phát ra người. Giờ phút này thân thể hắn đồng thời vận dụng huyết mạch chi lực cùng thiên sát chấn ngục công, sức mạnh vượt xa tu sĩ đại la bình thường, mặc dù đông phương bạch có linh vực cường đại nhưng cuối cùng vẫn phải thất bại. Hàn lập vừa nói xong, thân hình vùng vẫy khiến cho kim văn mộc thương bị uốn cong, một tay nắm lấy cây kim văn đằng tiên quấn quanh thân thể, kéo đông phương bạch về phía mình. Sáu nắm tay đánh ra quyền ảnh dày đặc như mưa, nện vào thân thể mộc giáp cự nhân rầm 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 thanh âm nổ đùng vang lên liên tục không ngừng truyền đến toàn bộ linh vực màu xanh chấn động không thôi đông phương bạch biến thành một giáp cự nhân trên người bùng lên thanh quang không ngừng đỡ lấy trọng quyền hàn lập đập xuống nhưng khó khăn lắm chỉ có thể ngăn được một nửa sau chốc lát đã bị nện đến tả tơi mảnh vụn bay tứ tung rách tả tơi lữ vân và đào cơ liếc nhau trong ánh mắt hai người chỉ còn lại nỗi sợ hãi lấy thực lực của bọn chúng căn bản không thể tham dự cấp độ chiến đấu như vậy chỉ cần một nắm đấm toàn lực của Hàn Lập, bọn chúng đã không chịu nổi rồi. Chỉ một lát sau, thân ảnh Đông Phương Bạch bên trong một giáp cự nhân lộ ra, bị Hàn Lập nắm trong tay. "Ngươi ngàn vạn lần không nên làm chuyện tuyệt tình kia, Thanh Hồ Thành chỉ là nơi một tiểu tộc sinh sôi tồn tại, vì sao ngươi không chịu buông tha một người?" Ba cái đầu lâu chân linh của Hàn Lập đồng thời mở miệng, tiếng như chuông vàng. "Nguyên lai là vì những con sâu cái kiến kia a, bọn chúng." Bụp, Đông Phương Bạch lời còn chưa nói hết, đã bị nắm tay Hàn Lập bóp nát. Chỉ sau một lát, máu tươi từ cái tay Hàn Lập chảy ra nhưng không thấy có Nguyên Anh chạy trốn ra ngoài. Hắn ném bộ thi thể đã nát bươm xuống đất, thân hình dần dần khôi phục như thường, lông mày nhíu chặt nhìn về phía hai tên đào cơ. Chỉ thấy bên cạnh hai tên có một gốc mầm xanh dâng lên thanh quang, dần dần lớn lên, hóa thành hình người, lại là một đông phương bạch. Về phần thân thể bên cạnh Hàn Lập đã bị dây leo màu xanh cuốn lấy, quanh thân bao phủ rêu xanh, dung nhập dưới mặt đất xem ra hôm nay nhất định không có kết quả, muốn độc chiếm công lao là không được. Hàn đạo hữu sau này chúng ta còn gặp lại, đông phương bạch hóa hình người lần nữa, sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói ra. Muốn đi, đã muộn, hàn lập hư lạnh một tiếng, nói ra, vừa dứt lời dưới, một tầng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt khuếch trương ra, bên trong linh vực màu xanh kia nổi lên một tầng linh vực màu vàng cực kỳ chói mắt. chương 1021, Bẩm Báo thời gian linh vực, ánh mắt đông phương bạch quét qua khắp nơi, trong nội tâm dùng mình. Sau một khắc, gã không nói thêm, thu ngay lại linh vực màu xanh, hai tay kéo theo đào cơ và lữ vân ở hai bên, thân hình nổ bắn lên không trung Hồ nước mất đi linh vực giam cầm, lập tức cuốn ngược về, mãnh liệt chảy vào chính giữa. Chỉ thấy quanh thân ba người đông phương bạch bao trùm một tầng lưu quang màu xanh chói mắt, ma sát kịch liệt với linh vực màu vàng, triệt tiêu gần hết lực lượng thời gian pháp tắc khiến tốc độ phi độn không bị ảnh hưởng bao nhiêu hôm nay các người một người cũng đừng hòng trốn thoát. Hàn lập hét lớn một tiếng, chân luân trong cơ thể nháy mắt nghịch chuyển, thân hình lóe lên một cái, liền xuất hiện trên đỉnh đầu ba người. Đông Phương Bạch thấy tình hình này, trong mắt hiện lên một tia độc ác, hai bàn tay phân biệt vỗ vào sau lưng đào cơ và lữ vân, đánh hai tên theo hai hướng khác nhau, một tên hướng lên trên phía hàn lập, một tên hướng xuống dưới phía đề hồn. Đào cơ và lữ vân đều kinh hãi, lúc này mới phát hiện bản thân không cách nào nhúc nhích ngay cả há miệng kêu gào đều không thể làm được. Hàn lập thấy đào cơ bay về phía mình, nâng lên một trường đập về phía trước. Đào cơ lúc này hoảng sợ phát hiện bụng mình đột nhiên phồng lên kịch liệt, ngay chỗ rốn của gã chẳng biết lúc nào lặng lẽ mọc ra một đoạn cây non nho nhỏ xanh biếc ướt át. Lúc bàn tay hàn lập còn chưa chạm vào gã thì một tiếng nổ đùng liền vang lên. Phần bụng đào cơ bành trướng tới cực điểm, ầm ầm nổ tung. Do Nguyên Anh bên trong đan điền bạo tạc nổ tung, uy lực to lớn quả thực không thể tưởng tượng nổi, do Hàn Lập không kịp đề phòng nên bị bắn ngược ra sau, cánh tay phát trưởng vừa rồi biến thành huyết nhục mơ hồ. Giờ khắc này, hắn lại bất chấp tất cả lao về phía Lữ Vân đang bay đến chỗ để hồn. Hắn toàn lực nghịch chuyển chân luân trong cơ thể, lôi bằng lực trong cơ thể cũng toàn lực vận chuyển, thân hình như điện bắn vào hồ nước phía dưới, nhanh chóng ôm lấy để hồn đã kiệt sức. Hắn chưa kịp bay đi, liền nghe một tiếng nổ vang phía sau thân mình truyền đến. Âm một tiếng vang thật lớn, giữa hồ Tam Giang vang lên một tiếng nổ rung trời, tất cả thủy phủ cùng các ngọn núi dưới đáy hồ ầm ầm nổ tung tạo lên cột sóng nước dựng đứng ngàn trường trùng trùng điệp điệp tràn ra khắp nơi sơ bề sơn gần đó sau nửa ngày hai đạo nhân ảnh từ đáy hồ bắn ra lơ lửng giữa không trung chủ nhân đông phương bạch này thật sự ngoan độc vì chạy trốn mà không tiếc hy sinh thuộc hạ sắc mặt đề hồn tái nhợt tức giận nói đứng đầu một vực lại do một kẻ tâm thuật bất chính như vậy đảm nhiệm trình độ mục nát của thiên đình từ đây có thể thấy được ít nhiều bất quá không sao chạy trốn nhất thời, không thể chạy được cả đời, thiếu nợ thì phải trả đấy. Hàn Lập lắc đầu, chậm rãi nói ra, ý chủ nhân là bây giờ chúng ta, đề hồn nhìn Hàn Lập, hỏi, ta sẽ tự an bài, người trước tính dưỡng cho tốt, khôi phục rồi hắn hay. Dứt lời, Hàn Lập phung tay lên, mở ra động thiên hoa chi để đề hồn trở về tính dưỡng. Sau đó, trên người hắn phát ra độn quang, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chân trời tại một chỗ phía tây của kim nguyên sơn mạch có một tòa cung điện tọa lạc ở khe núi ngọn núi thậm chí lơ lửng giữa không trung kéo dài liên miên đến cuối tầm mắt từng cây cầu ánh sáng như cầu vồng kết nối cung điện các nơi trên trời mây lững lờ trôi tiên hạc bay múa đúng là tiên cảnh nhất phái nơi này đúng là kim nguyên tiên cung một đạo độn quang lục sắc xuất hiện phía xa xa chân trời bay vụt đến tốc độ làm cho người ta phải sợ hãi trong nháy mắt đã đến gần sau khi quang hoa thu vào thân ảnh đông phương bạch hiện ra tiếp tục bay vào sâu trong tiên cung. Sắc mặt y âm trầm như mây đen trước khi bão tố đến, khó coi không thể tả, thuộc hạ tiên cung trên đường thấy thế, ngoại trừ kho người hành lễ, còn không dám nói gì. Đông Phương Bạch rất nhanh đi vào sâu trong tiên cung, tới một đại điện có đặt một pháp trận truyền tin hình mâm tròn màu vàng. Y lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu tím, chần chờ một lúc lâu, rồi vẫn đặt lệnh bài lên trên mâm tròn màu vàng, bấm niệm pháp quyết ánh sáng tím trói mắt từ lệnh bài tỏa ra, thình lình nhuộm pháp trận màu vàng chung quanh thành màu tím, một minh một ám chấp động không thôi. Sau một lát, bên trong pháp trận hoa lên một bóng người, hiện ra một thân ảnh nữ tử tóc xanh. Dung mạo người này nhìn thoáng qua như là một thiếu nữ 16-17 tuổi, sắc mặt hơi trắng bệch, giống như một thiên kim tiểu thư đau ốm nghỉ dưỡng tại khuê phòng nhưng trong đôi mắt lại lộ ra vẻ vô cùng uy nghiêm. Đông Phương Bạch, có chuyện gì quan trọng mà lại vận dụng cử nguyên lệnh thúc dục thiên la pháp trận đưa tin cho ta? Nếu bị những người của Khâm Thiên giám tra được sẽ rất phiền toái." Thiếu nữ tóc xanh nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Bái kiến Diệu Pháp Tiên Tôn, thuộc hạ vừa mới lấy được một tin tức liên quan đến tạo hóa tinh hạt, không dám trì hoãn mảy may, lập tức bẩm báo với người việc này." Dưới tình thế cấp bách mới sử dụng cửu nguyên lệnh, "Kính xin Tiên Tôn thứ tội." Đông Phương Bạch cung kính nói ra, "Cái gì? Ngươi đã tìm được manh mối tạo hóa tinh hạt? Mau nói kỹ càng cho ta biết, một chữ cũng không được bỏ sót." Diệu pháp tiên tôn nghe vậy lập tức biến sắc nói ra, một cỗ uy áp khổng lồ cách không lộ ra trong pháp trận. Vâng, quần áo toàn thân đông phương bạch không gió mà bay, trong nội tâm lập tức dùng mình, sau khi lấy lại bình tĩnh, vội vàng kể lại sự tình hàn lập cùng trưởng thiên bình, lại thêm mắm thêm muối vào. Nguyên nhân việc này tất nhiên là phụ tử đào cơ, đào vũ không thể thoát khỏi phải gánh hết trách nhiệm, còn y chỉ là hết thảy mọi chuyện do phát hiện được một tiêm manh mối, chủ động phái chúng đi điều tra việc này, dù sao hai tên kia giờ đã sớm thân tử đạo vong, chết không đối chứng rồi. Tinh hạt kia xác thực rất có khả năng là tạo hóa tinh hạt. Tốt, thật tốt quá, trường thiên bình rốt cuộc lại xuất hiện tại chân tiên giới. Diệu pháp tiên tôn nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không chờ đông phương bạch buông lỏng một hơi, trong mắt diệu pháp tiên tôn lóe lên hàn quang, lạnh giọng nói ra. Người đã sớm tra ra việc này, vì sao không báo cáo sớm? Thuộc hạ biết tội, đúng là thuộc hạ nhất thời nóng lòng tham công vốn muốn chế trụ hàn lập lấy lại trưởng thiên bình hiến cho tiên tôn lại không nghĩ đến thực lực đối phương cao cường đến thế tập hợp tất cả lực lượng của kim nguyên tiên cung vẫn không địch lại xin tiên tôn trách phạt đông phương bạch quỳ xuống đất nghe bịch một tiếng trên mặt đầy vẻ kinh hoàng nhưng sâu trong ánh mắt lại lướt qua một tia tỉnh táo y không có ý đồ che giấu lỗi lầm vì sự tình có quan hệ với hàn lập lúc này chỉ sợ đã sớm chuyển ra muốn che giấu cũng không được chẳng bằng thẳng thắn nhận tội lập tức y liền nửa thật nửa giả rêu giao hàn lập đã không đếm xỉa đến thiên đình tiên cung như thế nào hoành hành ngang ngược càn rỡ ra sao khiến cho diệu pháp tiên tôn lộ vẻ giận dữ y nghĩ rằng hàn lập trước mắt vẫn đang ở kim nguyên tiên vực muốn bắt được đối phương thì bản thân y vẫn còn có tác dụng diệu pháp tiên tôn sẽ không trách phạt quá lớn hiện tại hàn lập đó đang ở nơi nào ánh mắt diệu pháp tiên tôn chấp động một hồi sắc mặt hòa hoãn lại một ít hỏi những ngày này thuộc hạ đã phái người đi dò xét tung tích nghịch tặc kia Tạm thời còn chưa có tin tức, bất qua thuộc hạ đã sai người đóng tất cả truyền tống trận của Kim Nguyên Tiên vực, tên này dĩ nhiên vẫn ở phụ cận Kim Nguyên Sơn mạch. Trong lòng Đông Phương Bạch buông lỏng, vội vàng nói: "Ừ, làm tốt đó, ngươi phát hiện tin tức tạo hóa tinh hạt, công lao không nhỏ nhưng việc ngươi giấu giếm, không kịp thời báo cáo, hơn nữa tự tiện ra tay, dẫn đến đối phương đã có đề phòng, chịu tội không nhẹ. Bây giờ yêu khuyết điểm như thế, xử trí ngươi thế nào, liền nhìn biểu hiện sau này của ngươi." Nếu có thể bắt được Hàn Lập, đoạt lại Trường Thiên Bình, sai phạm lúc trước tự nhiên sẽ xóa bỏ, ta sẽ đích thân xin quan chủ ban thưởng cho ngươi. Nhưng nếu để hắn trốn khỏi Kim Nguyên Tiên vực, kết quả chờ ngươi thế nào, không cần ta phải nhiều lời. Diệu Pháp Tiên Tôn nghe vậy gật gật đầu, rồi lại lập tức lạnh giọng nói: "Vâng, sau này thuộc hạ sẽ cẩn thận tuân theo phân phó của Thiên Tôn bắt tên Hàn Lập. Nhưng mà với thực lực của đối phương, chỉ dựa vào lực lượng của Kim Nguyên Tiên cung chỉ sợ không thể bắt được." sắc mặt Đông Phương Bạch siết chặt, lập tức nói ra. Yên tâm, ta sẽ để Lam Thị Huynh muội của Kim Hãn Tiên Cung dẫn người qua giúp ngươi một tay. Ngươi lập tức phái người dò xét hành tung hàn lập, nhớ kỹ lần này càng phải cẩn thận, không được đánh rắn động cỏ. Diệu Pháp Tiên Tôn ngưng trọng nói ra, vâng, thuộc hạ đã rõ, mặt Đông Phương Bạch lộ vẻ đại hỷ. Lam Thị Huynh muội của Kim Hãn Tiên Cung tiếng tăm lừng lẫy, y tự nhiên đã nghe qua từ lâu. Hai người này tuy rằng chỉ là thái ất hậu kỳ nhưng bọn họ có một môn bí thuật hợp kích, có thể tương dung nhất thể trong chốc lát, Tu Vi đã tới Đại La cảnh giới. Hai người này đã từng dốc sức đại chiến với một vị Đại La của Luân Hồi Điện ba ngày ba đêm mà không thất bại, từ đó thanh danh Đại Trấn. Dù Hàn lập lợi hại thế nào, bản thân mình có hai người này tương trợ, tương đương với việc hắn phải đối địch với hai tu sĩ Đại La, dù có ba đầu sáu tay cũng không thể là đối thủ. Nghĩ đến đây, nội tâm Đông Phương Bạch lại an ổn hơn. Thiếu nữ tóc xanh lại dặn dò vài câu, liền kết thúc đối thoại thân ảnh trong trận pháp lóe lên rồi biết mất. Sắc mặt Đông Phương Bạch buông lỏng, thở dài ra một hơi, sau đó bấm niệm pháp quyết dừng pháp trận, thu hồi lệnh bài màu tím, pháp trận lập tức khôi phục bộ dáng. Tại một chỗ cung điện phấn hồng trong thiên đình, tại đây khắp nơi tràn ngập hào quang hồng phấn nhu hòa, làm cho người ta cảm nhận một khí thức hương vị khuê phòng nữ tử thấm đến tận xương. Sâu trong cung điện có một chiếc giường khảm ngà voi đẹp đẽ được bao phủ bởi lớp lụa mỏng màu hồng phấn, một thiếu nữ ngồi trên giường, chính là diệu pháp tiên tôn vừa mới ngừng nói chuyện với Đông Phương Bạch. Bên cạnh giường khảm ngà voi có một đầu thiềm thư màu vàng đất đang ngồi sổm. Con thú này hình thể khổng lồ, lớn hơn rất nhiều so với giường khảm ngà voi, làn da vàng đất tràn đầy những hột thô giáp cứng rắn phiền phức khó chịu. Đặc dị chính là trên mặt con thú này mọc ra 6 con mắt lớn như chuông đồng, phân ra hai bên mặt, thoạt nhìn có vài phần dữ tợn. Thiềm thư màu vàng tuy rằng nằm yên tĩnh ở chỗ này, lại tản mát ra khí tức dị thường khổng lồ, tuy rằng kém hơn diệu pháp thiên tôn nhưng không quá nhiều. Chúc mừng chủ nhân đã tra ra manh mối tạo hóa tinh hạt. Chỉ cần có thể đoạt lại trưởng thiên bình, cử nguyên tổ sư tất nhiên sẽ kính trọng ngài vài phần, chiếc ghế phó quan chủ một mực bỏ trống sẽ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ngài rồi. Sáu con mắt của thiềm thư màu vàng híp lại, miệng rộng mở ra, tựa như đang tươi cười, nói ra tiếng người. Vị trí phó quan chủ ta không thèm, chỉ hy vọng bằng công lao này có thể được quan chủ chỉ điểm ta một chút, để ta thuận lợi chém dụng nhị thi, Diệu Pháp Tiên Tôn nhàn nhạt, nhạt, nói ra, chủ nhân nói đúng, bất luận thế nào thì thực lực mới là trọng yếu nhất thiềm thư màu và nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói ra. Sa thiêm, người truyền mệnh lệnh của ta đến Kim Hãn Tiên Cung, đồng thời cũng đi Kim Nguyên Tiên vực một chuyến đi. Diệu Pháp Tiên Tôn im lặng một lát, mở miệng phân phó. Trường 1022, đơn độc xông vào Tiên Cung. Có huynh muội làm thị ra tay là đủ rồi a à, hàn lập kia dù lợi hại đến mấy cũng chỉ là một tu sĩ thái ất cảnh cần gì phải phái ta đi. Lỗ mũi thiềm thừa màu vàng liên tục phun phì phì, tỏ vẻ không đồng tình. Nghe nói, Hàn Lập nọ tu luyện một trong tam đại pháp tác trí tôn, pháp tắc thời gian, và lại tạo nghệ thâm sâu, không thể coi thường, chỉ bằng vào Lam Thị huynh muội ta vẫn có chút lo lắng. Lần này ngươi ra tay, tốt nhất đừng để cho bất kỳ kẻ nào biết, đến đó rồi cũng không nên bại lộ thân phận, cẩn thận ẩn núp trong tối, nắm chắc thời cơ nhất kích tất sát. Diệu Pháp tiên tôn lắc đầu, xà thiềm nghe xong, thần tình tuy không thay đổi nhưng bên trong sáu con mắt ánh lại lên một tia bất mãn. Một tu sĩ thái ất cảnh nho nhỏ mà thôi, chủ nhân chẳng những sai khiến một đại la cảnh như nó đặc biệt đi một chuyến, lại còn căn dặn phải tận lực ẩn núp rồi âm thầm đánh lén, chẳng phải đã quá coi thường nó rồi sao. Sự tình trọng đại, không thể xảy ra sơ suất, không hiểu cứ việc hỏi. Ánh mắt diệu pháp tiên tôn có phần lạnh lẽo. Được rồi, ta đây liền đi đưa tin ngay. Xà thiềm đứng lên, hoàng mang chấp động quanh thân, Cơ thể khổng lồ của nó nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành một mụ mặt vàng xấu xí mập mạp. Thân thể ả nhoáng lên một cái, hóa thành một luồng sáng màu vàng chui tọt xuống đất, lập tức biến mất. Diệu pháp tiên tôn nhìn vào khoảng không trước mặt, thân hình chợt động, rồi cũng nhanh chóng tiêu thất. Bên trong Kim Nguyên Tiên Cung, Đông Phương Bạch đang đi ra từ đại điện truyền tin, tâm tình bất định lúc trước đã không còn. Chỉ cần người của Kim Hãn Tiên Cung đến đây, việc bắt Hàn Lập sẽ không còn là vấn đề đến lúc đó lão muốn đòi lại từ hàn lập toàn bộ những ủy khuất nhục nhã phải nhận lúc trước nội tâm đông phương bạch giờ này đang mô phỏng mười mấy loại biện pháp tra tấn độc ác dành cho hàn lập khoái ý trên mặt lão ngày càng đậm người đâu đông phương bạch nghĩ ngợi một chút rồi trầm giọng quát vừa dứt lời đã thấy một đạo quang mang từ phía xa lao đến trong nháy mắt đáp xuống trước mặt đông phương bạch hiện ra một thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén lợi hại cung chủ người có gì phân phó Hắc Đào và Lữ Vân lần này theo ta ra ngoài làm việc gặp chuyện bất chắc, hiện đã vẫn lạc. Hàn Nha, kể từ nay ngươi chính là thống linh ám kiếm, giờ hãy phái đi toàn bộ thám tử ám kiếm, đồng thời liên hệ với mật thám đang tiềm phục khắp nơi thăm dò tung tích Hàn Lập. Đông Phương Bạch phân phó. Vâng, thanh niên lạnh lùng nghe vậy, ánh mắt thường ngày vốn tĩnh lặng như nước chợt lóe lên một tia hưng phấn, không người phụng mệnh. Đúng lúc này, một tiếng nổ trầm hùng từ xa truyền đến, mặt đất dưới chân lắc lư kịch liệt, đại điện xung quanh cũng không ngừng ầm ầm um, run rẩy chuyện gì đông phương bạch nhíu mày ánh mắt hướng ra phía ngoài để thuộc hạ đi xem thanh niên lạnh lùng nghiêm giọng đáp đang muốn phi thân ra ngoài xem xét chợt có một đạo độn quang từ đằng xa bay vụt đến rơi xuống dưới chân hai người là một tên hộ vệ mặc áo bảo màu vàng nửa người đẫm máu khởi bẩm cung chủ nguy rồi có kẻ xông vào tiên cung giết người chúng thuộc hạ không cản nổi tên thủ vệ này đã sợ đến tái cả mặt vội vã nói kẻ nào lại dám đến kim nguyên tiên cung diễu võ dương oai lửa giận lóe lên trong mắt đông phương bạch thân hình đang muốn lao ra thì thần tình lão đột nhiên khẽ động lập tức dừng lại lão triển khai thần thức tập trung về phía cửa chính kim nguyên tiên cung gương mặt lập tức biến sắc lối vào tiên cung nguyên bản tráng lệ hiện giờ đã trở nên vô cùng hỗn loạn đã có vài chục tòa đại điện sụp xuống biến thành phế tích lơ lửng trên không là hơn trăm tu sĩ tiên cung dưới sự dẫn dắt của năm lão giả áo đen khí độ bất phàm kết thành một trận pháp hình bán nguyệt năm lão giả này vô luận giá người cao thấp hay dung mạo đều giống nhau như đúc, tựa hồ là huynh đệ ruột thịt do cùng một mẹ sinh ra, thân thể năm người không ngừng phát ra trận trận khí thức âm lãnh. Về cơ bản thì cấp độ của tu sĩ tiên cung tại nơi này đều là chân tiên cảnh hậu kỳ cho đến kim tiên cảnh, năm lão giả áo đen kia lại là tồn tại thái ất cảnh. Các loại tiên khí, bí thuật nhao nhao phóng ra từ giữa chiến trận, như mưa ảo ảo rơi xuống phía đối diện. Ngược lại, trước mặt bọn họ chỉ có một người, người kia là một nam tử thanh niên vận thanh bào, quanh người hắn là 40-50 chuôi phi kiếm kim sắc đang không ngừng bay múa, tựa như bầy cá bơi theo vòng tròn, đan sen vào nhau tạo thành một mảnh kiếm ảnh kim sắc dày đặc, dễ dàng chặn đứng loạt công kích tới từ phía đối diện. Nam tử áo xanh sau đó khẽ búng ngón tay, lại có thêm hơn 10 chuôi phi kiếm kim sắc bay vọt ra từ trong tay áo hắn, sau khi lóe lên hiện ra hơn 10 đạo kiếm khí màu vàng lớn chừng trăm trượng, chẳng khác gì từng cây thần kiếm chống trời, chảm xuống với thanh thế cực kỳ kinh người. Kiếm khí trên đà chém xuống, phát thanh âm như sấm rền, những nơi chúng đi qua, bầu trời dường như bị xé rách, để lại một vệt màu trắng thật dài. Năm lão giả thái ất cảnh sắc mặt đại biến, thân hình đồng loạt nhoáng lên, phối hợp với nhau đứng thành hình chữ thập. Từng tên há mồm phun ra một cây đại kỳ đen kịt, trên mặt có thêu đồ án hắc long dữ tợn. Cả năm người ngay ngắn chắp hai tay, cùng nhau bấm niệm pháp quyết huy động. Đại kỳ màu đen nhận lệnh triển khai, cuồng trướng gấp mấy lần, đón gió tung bay phần phật mảng lớn hắc khí sền sệt như dịch thể cuồn cuộn tuôn ra từ những cây cờ đen tạo thành một đám mây đen khổng lồ, lao lên nghênh đón những kiếm khí màu vàng. Hư không phụ cận mà đám mây đi qua run lên từng chập, phát ra tiếng chi. Chi, như bị ăn mòn, đám tu sĩ kim tiên đứng gần đó trông thấy cảnh này như gặp phải rắn rết, cuống quyết lui lại phía sau. Ma khí, nam tử áo xanh nhíu mày, mười ngón tay liên tục bay múa. Kiếm khí khổng lồ tỏa ra thanh âm xẹt, xẹt bề mặt chợt xuất hiện vô số điện hồ kim sắc vừa thô vừa to tản mát ra lực lượng phát tác lôi điện tràn đầy chính khí chém xuống đám mây đen mây đen nồng đậm cuộn lên kịch liệt lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa bộ dáng như gặp phải khắc tinh hóa thành vô số khói đen phiêu tán tiêu thất chỉ trong nháy mắt những kiếm khí vàng rực kia đã xé rách tầng mây đen cấp tốc chém xuống năm lão giả thái ất cảnh sắc mặt cả năm lão biến đổi kịch liệt hắc khí quanh thân không ngừng chấp động phát ra từng hồi nổ vang rồi nhanh chóng thu nhỏ lại trong nháy mắt đang từ cao lớn biến thành một đám người lùn chỉ cao chừng ba thước thân hình như điện bay vọt ra xung quanh trốn tránh tốc độ đột nhiên tăng lên nhiều nên hiểm hiểm tránh thoát những kiếm khí vàng rực kia kiếm khí vàng rực chẳng hề truy kích năm người lập tức ập lên đầu đám tu sĩ kim tiên và chân tiên ở đằng sau a a a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên không ngớt kiếm khí đánh xuống đám người làm vang lên từng đạo huyết lãng chân cột tay đứt vung vãi toán loạn tu sĩ chân tiên cảnh không một ai thoát chết ngoài ra còn có trọn vẹn một phần ba tu sĩ kim tiên trực tiếp vẫn lạc đám tu sĩ kim tiên may mắn còn lại thì hoảng sợ tột độ bán sống bán chết vội vã hướng ra bốn phương tám hướng mà chạy thuộc mạng pháp trận bán nguyệt lập tức tan tành tu vi hàn lập nay đã đại tiến uy năng của thanh trúc phong vân kiếm hiển nhiên cũng tăng theo như nước lên thì thuyền lên vậy thân thể nam lão giả thái ất cảnh phát ra tiếng két két nhanh chóng khôi phục nguyên dạng chứng kiến tràng cảnh thê thảm vừa rồi liền đùng đùng nổi giận những tu sĩ kim tiên cảnh kia đều là nền tảng sau này của Kim Nguyên Tiên Cung, vậy mà giờ đây bỗng chốc bị người ta diệt mất ba thành. Các hạ rốt cuộc là ai, lại dám tàn sát người của Kim Nguyên Tiên Cung ta? Hãy chờ Thiên Đình truy nã, đuổi cùng giết tận đi." Một trong số năm lão giả phẫn nộ quát lớn, nam tử áo xanh mặt không biểu tình, tựa như bỏ ngoài tai những lời vừa rồi, tiếp tục vung tay lên. Hơn 10 đạo kiếm khí kia sau khi rung lên, lại một lần nữa bắn ra, hóa thành hơn 10 vệt kiếm ảnh tiếp tục truy sát đám tu sĩ kim tiên khác trong nháy mắt lại có mấy danh tu sĩ kim tiên bị kiếm khí xuyên phá thân thể hét lên vô cùng thê lương thảm thiết rồi chết sắc mặt năm lão giả thái ất cảnh theo đó trở nên xanh mét ánh mắt nhìn về chỗ sâu bên trong tiên cung tựa như đang chờ đợi điều gì nhưng vẫn chẳng có gì phát sinh a à, a à, hai hét thảm vang lên lại có thêm hai người chúng phải kiếm khí vĩnh viễn nằm xuống sắc mặt năm lão giả lại trầm xuống hơn đang định liều lĩnh xông lên chợt có hơn 10 đạo lục quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, hóa thành hơn 10 con đại xà màu xanh lục. Đám lục xà này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cùng linh hoạt, thân hình khổng lồ của chúng phân biệt quấn lấy từng đạo kiếm khí vàng rực. Từng làn lục khí như những sợi dây lưng lụa bung ra từ trên thân đại xà, không ngừng quấn lấy kiếm khí màu vàng vô cùng lăng lệ ác liệt kia. Kiếm khí kim sắc lắc lư rung động, điện quang lóe lên toán loạn, lập tức đánh văng những sợi lụa màu xanh kia nhưng lại có càng nhiều làn lục khí phóng ra từ thân thể đại xà, tiếp tục bám theo quấn lấy. Đứt một làn, sinh ba làn, đứt mười làn, sinh trăm làn. Mấy hơi thở qua đi, kiếm khí kim sắc lăng lệ ác liệt vô cùng nhưng đã ảm đạm đi không ít, so với lúc trước đã co rút lại rất nhiều. Vô số sợi dây lụa xanh mướt rậm rạp chẳng chịt quấn lấy kiếm khí màu vàng, mơ hồ hình thành một cái kén tầm thật lớn, bao bọc ở bên trong. Ánh mắt nam tử áo xanh chợt lóe lên, Hai tay vung vẩy bấm niệm pháp quyết. Kiếm khí vàng rực đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một thanh tiểu kiếm kim sắc lớn chừng một xích, lăng không vẽ một đường. Xoẹt, kén tằm xanh mướt lập tức bị phá thủng một lỗ, những thanh tiểu kiếm màu vàng bắn ra, bay múa xung quanh nam tử thanh bào. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đúng là Đông Phương Bạch. Hơn 10 đầu đại xà xa màu xanh lục lập tức bay ngược về phía lão, nhanh chóng thu nhỏ lại, trước sau như một hóa thành 10 vòng tròn màu xanh lửng lơ bất định quanh người lão. Mắt thấy Đông Phương Bạch hiện thân, đám người tiên cung lập tức đại trấn tinh thần. Cung chủ đến rồi, tiểu tử, cung chủ của chúng ta đã tới, giờ chết của ngươi đã điểm. Cung chủ, kẻ này cả gan làm loạn, tàn sát không ít người của ta, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời khỏi đây. Đám người tiên cung tới tấp bay đến sau lưng Đông Phương Bạch, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói ra. Tuy nhiên, Đông Phương Bạch chẳng hề để ý bọn chúng, ánh mắt nhìn về phía nam tử vận thanh bào, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, chậm rãi nói, Hàn Lập, ta thừa nhận thực lực ngươi cường đại, không ngờ ngươi lại dám giết người ngay tại Kim Nguyên Tiên Cung. Quả thực lá gan không nhỏ, Đông Phương Bạch, ngươi tự mình đi ra ngược lại đỡ cho ta một phen động chân động tay. Ngày trước ngươi vô cớ tàn sát thanh hồ nhất tộc, toàn tộc trên dưới 5 vạn 7 300 người đều đã tử nạn, quả thực tội ác tay trời, hôm nay nhất định ngươi phải chết. Nam tử áo xanh kia đúng là Hàn Lập, hắn ngẩng đầu nhìn Đông Phương Bạch, khẩu khí âm trầm nói. Lời hắn vừa dứt, đám người phụ cận xôn xao một hồi, không ít kẻ nhìn sang phía đông phương bạch. Thiên đình đã sớm nghiêm lệnh không được vô cớ đổ sát sinh linh nhỏ yếu, kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Lời Hàn Lập vừa nói vô cùng xác thực, chỉ e không có lửa làm sao có khói. Thanh hồ nhất tộc bao che cho ngươi là kẻ bị truy nã có trên chu tiên bảng, lại tập kích tổ đội điều của ta, chết không đền hết tội. Đông Phương Bạch nhướng mày, lập tức cao giọng, nhiều lời vô nghĩa, mạng của ngươi hôm nay ta tới lấy, cúng tế toàn bộ vong linh của thành hồ nhất tộc. Nạp mạng đi, Hàn Lập không nhiều lời nữa, chợt bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Năm sáu chục chuôi thanh trúc phong vân kiếm đang xoay tròn quanh hắn chấn động một cái, nhất thể xông lên công kích Đông Phương Bạch, phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Thấy vậy, Đông Phương Bạch cũng bấm niệm pháp quyết vung hai tay lên. Ầm, um, ầm, um, tiếng nổ vang rền, hơn 10 vòng tròn xanh lục quanh người lão bay vào đi, lại hóa thành hơn 10 đầu đại xà, vô số giải lụa xanh mướt phóng ra từ thân lục xà thi nhau cuốn lấy thanh trúc phong vân kiếm. Chương 1023, tan đàn xẻ nghé. Các ngươi trước hết lui xuống cho ta. Đông Phương Bạch một bên xuất thủ, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Năm tên lão giả thái ất cảnh kia nghe vậy ánh mắt khẽ động, lập tức dẫn theo những người khác, đều bay lui vào bên trong. Hàn Lập không để ý đến những người khác, kiếm quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi. Mặt ngoài năm sáu chục thanh phi kiếm sáng rực lôi điện màu vàng, từng đạo kiếm khí thình lình xuất hiện, chi chít dày đặc, hơn phân nửa bầu trời tất cả đều là hàn quang lạnh lẽo, những nơi chúng đi qua hư không kịch liệt rung động, trở thành một mảnh mơ hồ. Lần này uy năng của kiếm khí vượt xa vừa rồi, dây lụa màu xanh quanh đại xà chẳng những không thể cuốn lấy phi kiếm, ngược lại xoẹt một tiếng xé vải, toàn bộ đều bị xoắn nát, rách tả tơi. Mười mấy đầu cửa mãnh màu xanh lá kia cũng bị kiếm khí cuốn lấy, chém thành vài đoạn. Bảo, Đông Phương Bạch Đồng Tử hơi hơi co rụt lại, tay bấm pháp quyết, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ầm ầm ầm, tàn thân của những con lục xà bành trướng mãnh liệt, sau đó bạo liệt nổ tung, hóa thành một vầng mặt trời lục sắc chói lóa quét sạch non nửa bầu trời, hơn nữa lại bốc lên một cơn lốc ngập trời cuốn ra bốn phương tám hướng. Hư không ông ông rung động lắc lư, kiếm quang đầy trời bị vụ nổ ảnh hướng đến, trở nên hỗn loạn. Đông phương bạch thì nhân cơ hội này, bỗng nhiên quay người, lục sắc cuồng phong bên ngoài thân thể nổi lên, bao trùm thân thể của gã hóa thành một đám lục vân, nhưng mà lại bay vào sâu trong tiên cung, mới giao thủ một chút liền lập tức thối lui, không biết toàn tính kế sách gì. Hàn Lập thấy cảnh này, trong nội tâm kinh ngạc một hồi, ngay sau đó ánh mắt chợt nhíu lại, trên thân lôi quang màu vàng đại thịnh, đồng thời trong cơ thể lặng lẽ vận thần thông nghịch chuyển chân luân. Một tiếng xét nổ mạnh, thân ảnh của hắn biến mất vô tung, sau một khắc thình lình xuất hiện ở phía trước Đông Phương Bạch. Lần này hắn biến mất rồi lại xuất hiện nhanh đến mức khó có thể hình dung, làm Đông Phương Bạch ngẩn cả ra. Không chờ cho Đông Phương Bạch xuất ra bất kỳ động tác gì, Hàn Lập lập tức thuận chuyển chân ngôn bảo luân, vô số gợn sóng màu vàng từ trên người hắn lan ra, với khí thế nhanh như chớp, thoáng cái bao thân thể Đông Phương Bạch lại. Liên tiếp các động tác như mây trôi nước chảy, trong chớp mắt đã hoàn thành. Thân hình Đông Phương Bạch siết chặt, toàn bộ thân thể tính cả lục quang quanh người kia bị ngưng lại ở giữa không trung, giống như con ruồi bị đông cứng bên trong hổ phách vậy. Hai mắt Hàn Lập hiện lên sát ý bén nhọn ác liệt, đưa tay bấm một cái. Kim quang từ trong tay bắn ra chói mắt, bục một cái, liền xuyên qua dưới bụng Đông Phương Bạch, tạo thành một cái lỗ lớn màu máu đỏ tươi. Nhưng sau một kích này, sắc mặt Hàn Lập lại biến đổi mãnh liệt, lập tức bấm niệm pháp quyết thu hồi gợn sóng màu vàng. Chỉ thấy ở phía trên thi thể Đông Phương Bạch lập tức hiện ra một tầng bạch quang, nhanh chóng biến thành một cỗ khôi lỗi màu trắng. Khôi lỗi thoạt nhìn tựa hồ là dùng thú cốt màu trắng nào đó chế thành, trên thân dán rất nhiều phù lục, đường vân màu trắng phía trên chấp động rất nhiều, tạo thành đồ án hình người, thoạt nhìn phi thường huyền diệu. Khôi lỗi thế thân, Hàn Lập sắc mặt khó coi, hắn đã từng đọc qua về loại bạch sắc khôi lỗi này được ghi chép ở trong tàng thư của giải đạo nhân, nghe nói chính là một vị đại năng của thiên đình sáng chế ra một loại khôi lỗi kỳ lạ, có thể đem tiên linh lực và cả lực lượng pháp tắc của bản thân rót vào bên trong khôi lỗi, là có thể huyễn hóa ra thế thân giống bản thể y như đúc, từ vẻ ngoài, khí tức, các phương diện khác căn bản không cách nào phát hiện ra kẽ hở. Giải đạo nhân đã từng nghĩ phải lấy được một cỗ khôi lỗi thế thân, vốn là muốn nghiên cứu để sử dụng nhưng vẫn không thành công, không thể tưởng được hắn ở đây ngược lại là gặp được. Vào thời khắc này, vô số lục quang thình lình xuất hiện, ngừng tụ thành một linh vực màu xanh lá bao phủ ở trên người Hàn Lập. Một bộ cây thô chắc lộn xộn không biết ở nơi nào lăng không sinh ra, thâm nhập vào người hắn, nhanh chóng thôn vệ tiên linh lực trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trên không phía trên đỉnh đầu Hàn Lập lóe lên kim quang, một ngọn núi màu vàng cực lớn thình lình xuất hiện, che gần nửa bầu trời, khắp nơi trên ngọn núi khắc sâu từng đạo từng đạo phù văn vô cùng lớn thoạt nhìn tựa hồ là một kiện tiên khí. Nó mang theo uy thế hủy diệt tất cả, hung hăng đánh xuống hàn lập. Trên ngọn núi, bất ngờ có rất nhiều bóng người đang khoanh chân ngồi, chính là Đông Phương Bạch, năm tên lão giả thái ất cảnh và cả đám tu sĩ kim tiên vừa rồi. Tất cả bọn chúng đều mang vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hợp lực thúc giục ngọn núi màu vàng. Ngọn núi màu vàng chưa hạ xuống nhưng một cỗ lực lượng nặng nề không cách nào hình dung được từ trong phát ra. Ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngọn núi màu vàng rơi ầm ầm xuống đất, mặt đất trong phạm vi mấy vạn dặm bóng chốc rung động kịch liệt, toàn bộ Kim Nguyên Tiên Cung tính cả núi non trùng điệp lớn nhỏ xung quanh đồng thời bị vùi lấp xuống dưới mặt đất đến ba thước. Đông Phương Bạch trông thấy cảnh này, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Tu Di Kim Sơn này chính là thứ gã đã tiêu phí cái giá rất lớn, bỏ ra không biết bao nhiêu vạn năm, thu thập kim nguyên thạch bên trong Kim Nguyên Sơn mạch luyện chế mà thành, uy lực như thế nào, gã rõ ràng nhất. Chỉ tiếc cái tu di kim sơn này quá lớn lại quá nặng, tiên linh lực một người căn bản không cách nào thúc dục chỉ có thể dựa vào pháp trận của kim nguyên tiên cung nơi đây thúc dục vì vậy lần trước không mang theo bên mình, nếu không há có thể không địch lại hàn lập. Tất cả tu sĩ bao gồm cả năm tên lão giả thái ất cảnh lúc này cùng nhau nhau thở dài một cái, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn khó hiểu. Có thể cùng cung chủ cùng một chỗ hợp lực khu động lực lượng của dị bảo khắc chế cường địch, thật là cơ hội ngàn năm có một để rèn luyện thể nghiệm. Nhưng mà sau một khắc, vẻ tươi cười trên mặt đông phương bạch đột nhiên cứng đờ, những người còn lại cũng nhao nhao cứng lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn lên trên ngọn núi màu vàng to lớn hơn ngàn trượng này, không ít người lộ ra thần tình khó có thể tin, giống như ban ngày nhìn thấy ma vậy. Chỉ thấy ngọn núi khổng lồ màu vàng kia nguyên bản vững trái lại bắt đầu ù ù lắc lư, dần dần nổi lên phía trên, tựa hồ như bị người nâng từ phía dưới lên vậy. Rất nhanh, bọn chúng liền phát hiện là chuyện gì xảy ra rồi dưới ngọn núi cực lớn là một thân hình cự ma ba đầu sáu tay đứng lên đúng là bộ dạng của hàn lập khi thi triển thiên sát trấn ngục công hai cánh tay vừa thô vừa to nâng ngọn núi màu vàng lên giống như đang nâng lên một khối đá bình thường vậy chỉ dựa vào lực lượng thân thể làm sao có thể nâng lên được tu di kim sơn này đông phương bạch kinh hãi hô to nhưng sau một khắc thanh âm lần nữa im bặt dừng hẳn hàn lập biến thành cự ma kim quang quanh người lượn lờ những cái dễ cây cắm lên trên người hắn không hề thấy bóng dáng Trước người cự ma lơ lửng một gốc cây nhỏ màu vàng, bất ngờ chính là đông ất thần một thứ mà hắn phải vất vả mới cô động ra được, đang nở rộ kim quang trói mắt. Bên trong linh vực, thực vật màu xanh gần đó đụng vào những kim quang này, lập tức đều hóa thành từng cỗ từng cỗ nguyên khí. Giống như nhận tổ quy tông liền dung nhập vào bên trong đông ất thần mộc, kế tiếp truyền lại vào trong cơ thể hàn lập. Lúc trước hắn bị hấp thu tiên linh lực, bây giờ lại nhanh chóng khôi phục. Mà linh vực màu xanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở nên ảm đạm mỏng manh. Điều đó không có khả năng, một thần linh vực của ta tự tạo thành một hệ riêng, làm sinh sôi không ngừng, như thế nào lại bị cắn nuốt. Nét mặt đông phương bạch lộ vẻ hoảng sợ, đang muốn làm gì đó nhưng mà cự ma do hàn lập biến thành đã giành trước một bước ra tay. Chỉ thấy bốn cánh tay còn lại của cự ma đột nhiên hướng lên không trung hành động, trên đầu nắm tay hiện ra một tầng hoa văn màu bạc, mỗi tay đều tự huyễn hóa ra 10 cái văn trận màu bạc. Âm một tiếng, bốn đầu nắm tay to lớn đều bộc phát ra một đoàn kim quang chói mắt, đồng thời ba cái đầu cự ma cùng gầm lên, công kích điên cuồng lên trên bầu trời, đánh vào Tu Di Kim Sơn ở trên. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, động tính so với lúc Tu Di Kim Sơn rơi xuống đất vừa nãy còn có phần lớn hơn. Ngọn núi màu vàng bay về phía trước, liên tiếp chấn đổ vài chục ngọn núi, lúc này mới dừng lại. Mọi người ở phía trên ngọn núi, vừa mới bị đánh trúng, bị chấn bay hơn phân nửa. Chỉ còn lại ít người thực lực cường đại, miễn cưỡng lưu lại, vẻ mặt thực sự tràn đầy hoảng sợ, hầu như nói không ra lời. Đông phương bạch túa ra khí lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lúc này lập tức bấm niệm pháp quyết thu hồi linh vực, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo lục quang, vô cùng nhanh chóng bay vào sâu trong tiên cung. Chạy đâu, cự ma do hàn lập biến thành cự ma bắn đi, đuổi theo hướng đông phương bạch. Nhưng vào lúc này, một đám mây đen dày đặc che khuất cả bầu trời đột nhiên từ bên cạnh cuốn đến, chắn phía trước hàn lập, giữa mây đen cuồn cuộn hiện ra thân ảnh năm lão giả thái ất cảnh. Năm người mỗi người cầm trong tay đại kỳ màu đen ở phía trước, ra sức phất. Phạm vi bao trùm của mây đen nhanh chóng mở rộng, bọc thân hình Hàn Lập trong đó, tiếp đó tám cái long trảo màu đen giữ tợn to bằng gian phòng từ bên trong nhanh chóng thỏ ra, chụp tới Hàn Lập. Tám cái long trảo tản mát ra khí tức so với lúc trước hoàn toàn bất đồng, đã không còn cảm giác ăn mòn lúc trước, bộc phát ra một cỗ lực lượng xuyên thủng không thể ngăn cản, tựa hồ có thể đâm thủng cả thiên không. Tuy rằng năm người ra tay ngăn Hàn Lập lại nhưng trong nội tâm âm thầm kêu khổ không thôi. Dù vừa mới giao thủ một phen nhìn như ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho bọn chúng hiểu rõ thực lực Hàn Lập, chỉ là bọn chúng chính là trưởng lão của Kim Nguyên Tiên Cung phải nghe theo phân phó của cung chủ, nếu không chính là phạm tội phản nghịch. Trước mắt chỉ có thể hy vọng bằng vào bộ Ngũ Long Ngự Thiên Kỳ này có thể ngăn cản Hàn Lập một lát, rồi tính sau. Muốn chết, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lên, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ ống tay áo tuôn ảo ra, sau tiếng xì xì vang lên bỗng chốc biến đổi hóa thành 72 đạo hồ quang điện giống như kiếm quang bắn ra lôi điện pháp tác chấn động hết sức mãnh liệt, chảm lên mấy cái long chảo màu đen kia. Xoẹt một tiếng, những cái long chảo màu đen kia thoạt nhìn như không thể ngăn cản, lại yếu ớt như là bùn nhão vậy, đơn giản bị điện hồ kiếm quang chảm phá. Bên trong mây đen, cây cờ màu đen ở trong tay năm người xoẹt lên một tiếng, đều hiện ra một vết rách, phần sáng đại giảm. Năm người nhất thời cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thúc giục mây đen lui về phía sau. Thế nhưng 72 đạo điện hồ kiếm quang tốc độ cực nhanh, lóe lên hai lượt đã đuổi kịp mây đen, không nói lời gì điên cuồng bổ xuống. Năm tên lão giả thái ất cảnh kinh sợ giống to, mây đen kịch liệt cuồn cuộn, nghênh đón những điện hồ kiếm quang kia, bảo quang quanh năm người chấp động, mỗi người tế ra bảo vật hộ thể. Nhưng song phương tiếp xúc, đám mây đen kia lại giống như băng tuyết gặp lửa, chỗ tiếp xúc với điện quang, xì xì, rồi nhanh chóng tán loạn tan rã. Mà bảo vật hộ thể quanh năm người, một điểm uy năng còn chưa bày ra, liền bị điện hồ kiếm quang đơn giản phá hủy nổ tung hết thảy năm tên trưởng lão thái ất cảnh sợ hãi vạn phần rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ hàn lập so với bọn chúng thực lực sai biệt giống như một trời một vực đang muốn thi triển bí thuật co rút người đào tẩu lúc trước nhưng kim quang lóe lên nơi cổ năm người lăng không lơ lửng một đạo điện hồ kim quang kiếm ý sắc bén ác liệt bao phủ xuống năm người như rơi xuống vực sâu không đáy lòng lạnh buốt vô cùng tiên linh lực vận chuyển đình trệ lại lập tức không dám cử động nữa những tên tu sĩ Kim Tiên xung quanh thấy Đông Phương Bạch Đào Tẩu, đã có không ít người không còn ý chí chiến đấu, nhao nhao chạy trốn tứ tán, còn lưu lại phần lớn là thủ hạ chính của năm lão giả thái ất cảnh kia. Những người này vốn định sau khi theo sát năm vị trưởng lão, tiếp tục đánh giết Hàn Lập, hiện giờ mắt thấy cảnh này, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đều đứng sững lại. Sau đó không biết người nào kinh hô lên một tiếng, những người còn lại thoáng giật mình, lập tức hiện trường trở nên rối loạn, ban đầu vốn súm lại đã biến thành chạy trốn tứ tung một cảnh tan đàn sẻ nghé hiện ra trước mắt, chương 1024, diệt ngũ ác. Các ngươi chính là thiên âm ngũ tử, hãy tự báo tên của mình ra. Hàn Lập không để ý tới những tu sĩ kim tiên kia, nhìn về phía năm tên lão giả, lạnh giọng quát. Tại hạ âm thiên hổ, mong rằng hàn đạo hữu hạ thủ lưu tình, chuyện giữa các hạ và đông phương cung chủ, kỳ thật chúng ta không rõ lắm. Năm người nhìn nhau một cái, lão giả ngoài cùng bên trái mặt lộ vẻ nịnh nọt tươi cười, chắp tay thi lễ với Hàn Lập nói. Dung mạo năm người mặc dù tương tự nhau nhưng vẫn có chút khác biệt, mà trên tay mỗi người đều đeo một hát ngọc giới chỉ, thoạt nhìn là nhẫn chữ vật, trên mặt nhẫn của mỗi người khắc năm chữ nhỏ, hổ, lộc, hùng, viên, ưng. Nhẫn của lão này là một chữ hổ, tại hạ âm thiên lộc, bái kiến hàn đạo hiếu, lão giả bên cạnh mang nhẫn chữ lộc, cũng lộ ra vẻ lấy lòng. Âm thiên hùng, bên cạnh âm thiên lộc là một lão giả mặt chữ điền, ánh mắt khẽ động, không kiêu ngạo không tự ti nói. Hừ, lão tử là âm thiên viên, nếu tài nghệ không bằng người muốn chém giết muốn róc xương thịt muốn làm gì cũng được lão giả ngoài cùng bên phải mặt mũi tràn đầy ngạo khí hư lạnh nói tứ đệ không nên nói bậy sắc mặt âm thiên hổ đại biến quát lớn nhưng vào lúc này trên thân người cuối cùng đột nhiên đại thịnh huyết quang thân thể bỗng nhiên co rút nhỏ gấp bội tránh thoát kiếm quang nơi cổ sau đó hóa thành một đạo huyết ảnh bỏ chạy về phía xa tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi nhưng gã không chạy được bao xa đạo kiếm mang như hồ quang điện kia lóe lên trống rỗng xuất hiện bên cạnh, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn mấy lần so với gã chém qua thân một cái. Bành một tiếng, thân thể người này lập tức vỡ ra, hóa thành mảng lớn vết máu. Ngũ đệ, hàn đạo hữu hạ thủ lưu tình, bốn người còn lại thấy thế, sắc mặt nhao nhao kinh hãi, la lên. Thân thể hàn lập không nhúc nhích, hư không sau lưng lóe lên ánh bạc, xuất hiện một bóng người màu đen, chính là đề hồn. Hai tay nàng nắm vào trong hư không một cái, lòng bàn tay sáng rõ huyết quang, hình thành hai vòng tròn huyết sắc, phát ra một cỗ lực thôn phệ. Vèo một tiếng, một đoàn quang mang thần hồn từ trong vết máu bắn ra, rơi vào trong tay nàng. Cùng bị hút theo thần hồn tới, còn có pháp khí chữ vật của gã kia, trên mặt nhẫn viết một chữ ưng. Bốn người kia thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi, vô thức muốn làm gì đó nhưng nhìn thấy kiếm quang trên cổ, lại trở nên trung thực đứng yên. Chúng ta là người thu luyện, trên tay đã giết không ít mạng người, chuyện này không là gì. Bất quá hàn mỗ thống hận nhất hạng người tùy ý làm sát người yếu ớt, phàm những ai đã làm việc này, hôm nay một tên hàn mỗ cũng sẽ không bỏ qua. Đại danh thiên âm ngũ tử các ngươi, ta đã sớm nghe qua, kêu các ngươi báo ra tính danh là để cho các ngươi được chết rõ ràng thôi. Hàn lập từ tốn nói, bốn người nghe vậy đều biến sắc, đang muốn chạy trốn nhưng bị ánh mắt hàn lập nhìn chằm chằm, không dám động đậy nữa. Kẻ đào tẩu vừa rồi là âm thiên ưng hả, hắn vì luyện chế một kiện huyết đao tiên khí đã huyết tế hơn trăm thành trì phàm nhân, tàn sát sinh linh đâu chỉ ức vạn. Chết không có gì đáng tiếc, Hàn Lập chậm rãi nói ra, bốn người nghe lời này, trong lòng giật mình, âm thiên ưng huyết tế thành trì phàm nhân để luyện bảo, thực hiện dị thường bí mật, làm sao người này lại biết. Âm thiên hổ, người nhiều năm trước từng tu luyện tại Thương Vân Sơn Mạch, mượn nhờ âm khí nơi đó đột phá bình cảnh. Vì cướp đoạt một chỗ âm khí nồng đậm để tu luyện đã tàn sát một tông môn nhỏ trong Thương Vân Sơn Mạch là Kim Phong Tông. Toàn tông trên dưới hơn 2.000 người đều bị ngươi sát hại, có việc này không? Hàn lập nhìn về phía âm thiên hổ, nói ra, đạo hữu sợ là ở trong đó có gì hiểu lầm, tại hạ. Sắc mặt âm thiên hổ trắng bệch, nói không nên lời. Âm thiên lộc, người vì tu luyện một bộ tà bảo tử mẫu truy hồn phiên đã cho thủ hạ người tiến vào trong thế tục, trắng trợn bắt hoài thai 6 tháng trở lên để huyết tế cờ này. Ta nói không oan uổng ngươi chứ. Hàn lập không để ý đến âm thiên hổ, ánh mắt rời về hướng âm thiên lộc, tiếp tục nói. Sắc mặt âm thiên lộc thảm biến, thân thể không tự chủ không ngừng run rẩy. Âm thiên hùng, chớ có làm ra bộ dạng chính nhân quân tử. Ta sớm đã điều tra rõ, tính tình ngươi âm tà, lại tu luyện tà công âm dương hợp hoan quyết. Những năm gần đây gia nhập tiên cung có chừng mấy trăm nữ tu đại thừa kỳ trở lên ở các đại tông phái kim nguyên tiên vực vô cớ mất tích, đều bị ngươi âm thầm bắt giữ, hút sạch nguyên âm. Ánh mắt hàn lập chuyển về hướng âm thiên hùng, lạnh giọng nói ra. Thân thể âm thiên hùng lắc lư một cái, sắc mặt trong nháy mắt không còn một tiêu huyết sắc. Còn ngươi, âm thiên viên, ngươi mặc dù không giống mấy huynh đệ của ngươi, vì dục vọng của bản thân mà giết người nhưng ngươi lại là chó săn trung thành của Đông Phương Bạch. Những năm gần đây, phụng lệnh Đông Phương Bạch âm thầm tàn sát không biết bao nhiêu tộc đàn tông môn, chết một vạn lần không đủ rửa sạch tội lỗi của ngươi. Cuối cùng Hàn Lập nhìn về phía âm thiên viên, nói ra. Ngươi cha ngược lại khá rõ ràng, không sai, mấy năm nay ta tiêu diệt tông môn tộc đàn không tới một trăm thì cũng mấy chục cái, sớm đã đủ vốn, các hạ muốn giết cứ giết. Âm Thiên Viên nhíu mày lại, nhưng không lộ ra vẻ sợ hãi mảy may, ngược lại cười ha ha nói cứng. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, đang muốn ra tay diệt bốn người, nhưng vào lúc này trên mặt Âm Thiên Viên hiện ra một tầng huyết hồng, tiếng cười đột nhiên trở nên bén nhọn, phảng phất viên hầu khóc nỉ non. Tiếng cười kia ẩn chứa một loại lực lượng pháp tắc kỳ lạ, màng nhĩ Hàn Lập như bị cương châm đâm mãnh liệt một cái, cho dù giờ phút này lấy nhục thân cứng cỏi của hắn cũng phải đau đớn một hồi, tay bấm niệm pháp huyết liền dừng một chút thân hình ba người âm thiên hổ âm thiên lộc âm thiên hùng uốn éo như thiểm điện bắn lùi về sau thoát ly điện hồ kiếm quang kiềm chế âm thiên viên cũng thoát ly kiếm quang nhưng không lui lại mà phóng tới phía hàn lập thực lực kẻ này quá mạnh ta ngăn chặn hắn các ngươi mau trốn âm thiên viên hét lớn một tiếng lập tức làn ra toàn thân đều biến thành màu đỏ như máu đồng thời bỗng nhiên phồng lên hóa thành một đại cầu huyết sắc bắn tới phía hàn lập tứ đệ âm thiên hùng thấy cảnh này hai mắt trở nên đỏ hồng muốn quay lại nhưng bị âm thiên hổ kéo lại. Tứ đệ đã dùng hồng liên đoạn diệt đại pháp, không cứu được nữa rồi, người muốn cái chết của hắn trở nên không có chút ý nghĩa nào sao, đi mau. Âm thiên hổ hét lớn một tiếng, lôi kéo âm thiên hùng định bay về phía xa. Vào thời khắc này, ầm một tiếng vang trầm thấp truyền đến, một đoàn huyết quang lóa mắt xen lẫn phong bạo cuồn cuộn, nổ bắn vẩy ra. Hàn lập yên lặng thu hồi nắm đấm, sắc mặt bình tĩnh, bên ngoài thân hiện ra một tầng tinh mô, máu tươi phong bạo vẩy ra đụng phải thân thể, bị tầng tinh mô kia tùy tiện ngăn lại, treo áo của hắn cũng không bị tổn thương chút nào. Ba người âm thiên hổ thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, âm thiên hùng cũng không nhắc lại việc hỗ trợ mà cả ba người lập tức chia ra bỏ chạy. Bên ngoài thân âm thiên hổ phừng một tiếng, cháy lên một ngọn lửa màu đen, cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa cầu màu đen to lớn, nhanh như điện chớp bỏ chạy về phía trước. Âm thiên lộc há miệng nuốt vào một viên đan dược màu xanh, đan dược vừa mới vào bụng, trên thân lập tức hiện ra một đầu hư ảnh cự lộc màu xanh. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng tê minh, bốn vó tung bay, hóa thành một đạo thanh hồng vô cùng nhanh chóng vào tới phía trước. Âm thiên hùng phản ứng cũng cực nhanh, trên thân nổi lên một tầng hắc quang như gợn nước, cả người trong nháy mắt trở nên trong suốt, lóe lên dung nhập vào dưới mặt đất, không thấy bóng dáng. Hàn lập thấy cảnh này, tay trái đánh vào hư không một quyền, tay phải bấm niệm pháp quyết phung lên, chỗ mi tâm lóe lên tinh quang, một đạo kiếm ảnh mơ hồ từ đó bắn ra, lóe lên chui vào hư không trước người biến mất. Âm thiên hổ khó khăn lắm mới bay ra mấy ngàn trượng, một chỗ hư không sau lưng bỗng ba động, một đoàn quyền ảnh màu vàng to bằng gian phòng nổi lên, nhanh như điện chớp đánh vào trên người gã. Bành một tiếng vang thật lớn, thân thể âm thiên hổ gồm cả hỏa cầu màu đen bên ngoài cùng bạo liệt ra, hóa thành huyết vũ đầy trời. Cơ hồ ngay lúc đó, phía trước âm thiên lộc lóe lên kim quang, một đạo điện hồ kiếm quang từ đó bắn ra, chém về phía âm thiên lộc âm thiên lộc đang phi độn về phía trước, căn bản không dự liệu được phía trước sẽ xuất hiện kiếm quang, mà tốc độ kiếm quang quá nhanh, y cũng không kịp mảy may trốn tránh. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, cả người âm thiên lộc liền bị chém thành hai nửa. Một nơi nào đó trong lòng đất, âm thiên hùng đang toàn lực lẩn trốn về phía trước. Bỗng cạnh gã lóe lên tinh quang, một đạo kiếm ảnh óng ánh hiện ra, nhanh như chấp động chém xuống một cái. Một tiếng hét thảm từ dưới đất truyền ra, sau đó liền im bặt. Đề hồn thấy cảnh này, hai tay huy động, lòng bàn tay chập trùng huyết quang. Vèo một tiếng, ba đám quang mang thần hồn từ các nơi bắn về, rơi vào trong tay nàng. Thần hồn âm thiên hùng tiềm nhập trong lòng đất dưới nhát chém của thần niệm chi kiếm mà bị diệt, hoàn toàn biến mất. Trong bàn tay nàng giờ phút này lơ lửng bốn đám thần hồn, biến hóa lúc lớn lúc nhỏ, tỏa ra ba động thần hồn cường đại. Chúng ra sức giấy giụa nhưng không hề có tác dụng, căn bản không cách nào rời khỏi hai tay mảy may. Khoan hãy ăn, trước cha một chút ký ức của bốn người này. Hàn Lập nhìn đề hồn một cái, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Lần này hắn giết tới Kim Nguyên Tiên Cung, một mặt là muốn giết bọn người Đông Phương Bạch báo thù cho Thanh Hồ tộc và những người khác, một mặt khác là vì trong Kim Nguyên Tiên Cung có một tòa khóa vực truyền tống trận dùng vượt vực, vực để kết nối với các tiên vực khác. Bây giờ hắn đã triệt để bại lộ hành tung, tiếp tục lưu lại Kim Nguyên Tiên vực sẽ bị truy sát càng ngày càng nhiều, nên muốn lợi dụng tòa trận pháp truyền tống này, nhanh chóng rời khỏi Kim Nguyên Tiên vực. Bốn kẻ này tại Kim Nguyên Tiên vực hoành hành không sợ làm đủ trò xấu ta sẽ không ăn thần hồn của chúng sau khi siêu hồn ta muốn đem chúng luyện nhập vào bên trong hồn khí tra tấn một vạn năm khuôn mặt đề hồn lạnh lùng lạnh giọng nói ra vừa nói xong trong miệng nàng lẩm bẩm trong tay hiện ra đạo đạo u quang màu đen quấn chặt lấy thần hồn bốn người thi triển siêu hồn thuật hàn lập thấy vậy không tiếp tục để ý đề hồn nữa bên ngoài thân đại thịnh lôi quang màu vàng bao phủ đề hồn vào trong đó lập tức chuyển động hóa thành một đạo điện quang màu vàng đuổi theo hướng đông phương bạch. Hắn bắt thiên âm ngũ tử, nói rõ tội lỗi của bọn chúng rồi mới chu sát, nói đến thì phức tạp, kỳ thật trước sau bỏ ra bất quá 10 cái hô hấp ngắn ngủi mà thôi, đông phương bạch cũng không thể bay ra khỏi phạm vi thần thức của hắn. Hàn lập thông qua thần thức khóa chặt hành tung đông phương bạch, toàn lực thi triển lôi độn chi thuật, rất nhanh liền đuổi tới sau đối phương mấy trăm dặm. Hừ, ngươi cho rằng thoát được ta sao? Hàn lập hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lên. 72 đạo điện hồ kiếm quang quay tít một vòng, trong nháy mắt hợp lại làm một, hóa thành một đạo điện quang thô to, tốc độ đột một tăng lên gấp mấy lần. Một tiếng sấm sét nổ vang trời, điện quang thô to trong chớp mắt đuổi kịp Đông Phương Bạch, mãnh liệt chém xuống đầu gã. Chương 1025, diệt cỏ tận gốc. Đông Phương Bạch đột nhiên quay đầu, há miệng phun một cái. Một đại phiên màu xanh từ trong miệng gã bắn ra, sau khi phất vài cái, vô số đóa kỳ hoa màu xanh lá trống rỗng hiện lên, hình thành một khóm hoa màu xanh lá, nghênh đón điện quang thô to đang đánh tới. Hương khí nồng đậm khuếch tán ra, trong hương khí ẩn chứa một cỗ lực lượng pháp tắc đặc thù, làm cho người ta ngửi thấy toàn thân mềm nhũn, mất đi lực lượng. Điện quang thô to bị cỗ hương khí này bao lại, quang mang lăng lệ liền giảm bớt mấy phần, nhuệ khí chảm lên bụi hoa cũng đại giảm. Trong khi đó, quang mang của bụi hoa màu xanh lá cuồng thiểm, chốc lát đã bị chảm phá hơn phân nửa, mặc dù cực kỳ miễn cưỡng nhưng vẫn cản được nhát chém này lúc này thân hình đông phương bạch mơ hồ một cái hóa thành một đạo bóng xanh bắn xuống tòa đại điện màu vàng ống cao lớn dị thường phía dưới lóe lên chui vào trong đó giữa không trung có một tiếng sét đùng đoàng vang lên thân ảnh hàn lập xuất hiện lập tức cũng phóng tới đại điện phía dưới cùng lúc đó hắn bấm niệm pháp quyết điểm một cái điện quang thô to đột nhiên đại thịnh từng đạo điện quang màu vàng nổ bắn ra tứ tán triệt để xé rách bụi hoa màu xanh lá còn sót lại kia lá đại phiên màu xanh hiển hiện ra cũng đã bị cắt thành hai mảnh, linh tính hoàn toàn biến mất, rơi xuống đất. Đạo điện quang thô to kia bay vụt về, lóe lên chui vào trong tay áo Hàn Lập. Thân ảnh Hàn Lập nhoáng một cái xuất hiện trước đại điện, đang muốn bay vào trong đó. Vào thời khắc này, ầm một tiếng vang thật lớn, cửa điện vốn đang mở rộng bỗng nhiên đóng lại, cửa điện cao tới vài chục trượng, toàn thân tỏa ra màu đen nhánh, lộ ra một cảm giác không thể phá vỡ. Trên cửa đá minh khắc từng đạo hoa văn màu vàng phong cách cổ xưa, mơ hồ hiện ra kiếm hình có lớn có nhỏ, tản mát ra trận trận khí tức bén nhọn, hiển nhiên là một loại cấm chế cực kỳ lợi hại. Hàn lập nhướng mày, dừng lại trước đại môn, không có sông vào, ánh mắt quét nhìn bốn phía, trầm giọng mở miệng nói. Đề hồn, đã dò xét xong chưa? Nơi này là nơi nào? Chủ nhân, chờ một chút, trong thần hồn bốn người này ẩn chứa ký ức rất khổng lồ, còn cần một chút thời gian. Hỏng bét, nơi này là đại điện truyền tống kim nguyên tiên vực, bên trong chính là nơi đặt khóa vực truyền tống trận hắc quang trong tay đề hồn đại thịnh như sợi tơ quấn quanh thần hồn bốn người toàn lực thi triển siêu hồn thuật sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi thất thanh la lớn còn muốn chạy hừ hàn lập nghe vậy bỗng nhiên hai tay biến thành nắm đấm hắn biến thành cự ma ba đầu sáu tay một đầu hóa thành sơn nhạc cử viên một đầu hóa thành chân linh thiên long còn một đầu hóa thành du thiên côn bằng thân hình đột nhiên điên cuồng biến lớn lên trong nháy mắt to lên gấp bội đồng thời bên ngoài thân hiện ra hơn 900 quang mang huyền khiếu như là đầy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Ba cỗ chân linh huyết mạch chi lực từ thể nội hắn bỗng nhiên dâng lên, khuấy động trong đó, một cỗ khí tức chân áp thiên địa đáng sợ từ trên thân hắn bộc phát ra. Hàn lập hét lớn một tiếng, hai nắm đấm đưa ra, đánh về phía đại môn đen nhánh. Không được, chủ nhân, đại điện nơi đây dùng vật thần thạch trong truyền thuyết rèn đúc thành. Khối đá này chính là một trong những vật liệu cứng rắn nhất trong thiên địa, tồn tại đại la cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Mà cấm chế trên cửa điện này cũng phi thường lợi hại, không thể cậy mạnh phá hư. Ta đã tra được cách mở ra, hay là để ta thử. Đề hồn thấy cử động của Hàn Lập, lập tức nói. Nhưng nàng nói chưa dứt lời, nắm đấm Hàn Lập đã đánh lên cửa điện. Đông một tiếng vang thật lớn, đại điện bỗng nhiên run rẩy, phương viên trăm dặm chung quanh trong nháy mắt đất nước núi lở, khói bụi cuồn cuộn. Hư không phủ cận dung mạnh ong ong điên cuồng, nhấc lên một trận phong bạo mãnh liệt cửa điện run rẩy kịch liệt hiện ra chẳng chịt vết dạn nứt veo 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 gần vạn đạo kiếm quang màu vàng từ trên cửa điện bốc lên kiếm khí tung hoành hình thành một kiếm trận khổng lồ xoắn tới phía hàn lập kiếm ý lăng lệ vô địch bao phủ phạm vi mấy trăm dặm uy lực còn lớn hơn so với thanh trúc phong vân kiếm trận của hàn lập hàn lập há miệng phun một cái một mảnh quang mang xanh biếc từ trong miệng bay ra lập tức trải rộng ra quấn lấy những kiếm quang màu vàng kia sau đó lục quang lóe lên Tất cả kiếm quang tiêu thất trong hư không, phảng phất kiếm trận vô địch lăng lệ ác liệt kia chỉ là giấc mộng. Lục quang đầy trời lập tức bắn ngược về, bay vào trong miệng Hàn Lập. Sáu nắm đấm to lớn của hắn đại phóng ngân quang, hung hăng đảo một cái, lần nữa đánh lên cửa điện. Âm một tiếng vang thật lớn, cửa điện rốt cuộc triệt để sụp đổ bạo liệt ra, hóa thành vô số đá vụn bay tứ tán. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hàn Lập giờ phút này mới nhớ lại tựa hồ Đề Hồn vừa mới nói cái gì đó, quay đầu nhìn sang, hỏi không có, đề hồn hơi đờ đẫn nhìn cửa điện sụp đổ, ấp úm nói. Đuôi lông mày hàn lập khẽ động, không để ý đề hồn nữa, thả người bay vào đại điện. Đại điện hình tròn, rộng rãi không gì sánh được, đường kính chừng mấy trăm trượng, mặt đất đứng vững mấy chục cây cột đá màu trắng to lớn, chống đỡ mái vòm. Mà chính giữa đại điện, bố trí một tòa trận pháp màu vàng đường kính chừng 5 60 trượng, trong pháp trận minh khắc vô số đạo phù văn huyền ảo. Mà bốn phía pháp trận đứng vững 12 cây cột đá màu bạc cao mấy trượng, phía trên là những bức tượng ngân long được điêu khắc thần tuấn uy nghiêm. Giờ phút này Đông Phương Bạch đang bận rộn chung quanh trận pháp màu vàng, gã đặt nhanh từng khối tinh thạch màu bạc vào trong lỗ khảm của 12 cây cột đá màu bạc. Đã hơn một nửa lỗ khảm cột đá được lấp đầy, trên những cột đá màu bạc kia nổi lên ngân quang lóa mắt. Phò tượng ngân long trên cột đá phun ra từng luồng quang mang màu bạc bay vào trung tâm pháp trận. Thân thể khổng lồ của Hàn Lập rơi ầm ầm trên mặt đất đại điện, tạo ra hai hố sâu dưới chân. Đá vụn văng tung tóe ra, khói bụi quay cuồng, toàn bộ đại điện mãnh liệt lắc lư một cái. Không có khả năng, bên ngoài có vật thần thạch môn, trên cửa đá còn bố trí kiếm trận thiên tuyệt địa diệt bí truyền của thiên đình, người làm sao phá giải nhanh như vậy. Đông Phương Bạch thấy cảnh này, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, điên cuồng hét lên. Đông Phương Bạch, mau nhận lấy cái chết, Hàn Lập không để ý đến câu hỏi Đông Phương Bạch, thân thể cao lớn đi ra từ trong bụi mù, phảng phất ma thần bước ra từ trong hỗn độn bên ngoài thân lóe lên kim quang, Chân ngôn bảo luân ở sau lưng hắn nổi lên. Đông Phương Bạch thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không lo bố trí pháp trận nữa, thân hình chớp động một cái, quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Hàn Lập mỉm cười, không để ý tới, vận chuyển chân ngôn bảo luân. Ông một tiếng, vô số gợn sóng màu vàng từ trên chân ngôn bảo luân khuếch tán ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Hư không phủ cận cửa điện ba động một chỗ, một bóng người nổi lên, chính là Đông Phương Bạch. Gã bị chân ngôn bảo luân giam cầm lại, không thể nhúc nhích bên ngoài thân hàn lập chấp động quang mang, thu hồi biến thân cự ma, khôi phục hình người, sau đó cong ngón tay búng ra. Một đạo kiếm ảnh màu vàng bắn ra, xuyên thủng đan điền dưới bụng đông phương bạch. Dưới bụng đông phương bạch bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, Nguyên Anh bị kiếm khí xoắn nát. Đúng là bản thể của gã không còn gì nghi ngờ nữa. Trong lòng hàn lập buông lỏng, tay biến đổi pháp quyết, gợn sóng màu vàng của chân ngôn bảo luân chấp động một cái, biến mất không còn tâm tích. Gợn sóng màu vàng vừa mới biến mất, một đoàn quang cầu màu xanh lục lập tức từ trong cơ thể Đông Phương Bạch bay ra, vọt theo hướng bên ngoài đại điện. Đề hồn, Hàn Lập không đuổi theo, thản nhiên nói một tiếng, bóng đen lóe lên, thân ảnh đề hồn như quỷ mị, trong nháy mắt ngăn phía trước thần hồn, phất tay phát ra một cỗ huyết quang quấn lấy quang cầu màu xanh lục kia. Quang cầu màu xanh lục tả sung hữu đột trong huyết quang, phồng lên co lại không ngừng, ra sức giấy ruộng, so với thần hồn năm tên lão giả thái ất cảnh kia thì rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũng không cách nào trốn thoát ra được. Hai vị đạo hiếu, tại hạ trước kia không biết tốt xấu, đắc tội hai vị, bất quá xin hai vị dơ cao đánh khẽ, tha tại hạ một mạng. Tại hạ nguyện ý tặng tất cả những thứ mình cất giữ nhiều năm và tất cả tích lũy của Kim Nguyên Tiên Cung những năm gần đây. Kim Nguyên Tiên Vực là một tiên vực rất màu mỡ, tài nguyên và tài phú tích lũy vô số kể, tuyệt sẽ không để hai vị thất vọng. Trong quang cầu màu xanh lục hiện ra khuôn mặt đông phương bạch, gã nói gấp. Hàn Lập nghe vậy cười một tiếng, không nói gì. Đề hồn và Diệp Tố Tố quan hệ vô cùng tốt, càng không động tâm, ánh mắt cửu hận nhìn thần hồn Đông Phương Bạch. Hàn đạo hiếu, tại hạ có thể chuyển qua tu quỷ đạo, hóa thân quỷ bộc, cả đời hầu hạ ngươi, bằng vào tu vi ta bây giờ, sau khi chuyển tu quỷ đạo, thực lực cũng sẽ không hạ xuống bao nhiêu, nhất định có thể trợ giúp đạo hiếu một tay. Mà tại hạ còn biết cửu nguyên quan đã phái cao thủ tới bắt ngài, có ta trợ giúp, ngài mới có thể đào thoát. Nếu không coi như ngài giết ta, rất nhanh sẽ rơi vào trong tay cửu nguyên quan. Đông Phương Bạch nhìn thấy ánh mắt đề hồn, trong lòng lập tức run sợ, ngược lại nói với Hàn Lập. Hàn Lập nghe lời này, ánh mắt liền khẽ động, "Chủ nhân, tên này là kẻ cầm đầu sát hại Diệp Tố Tố, tuyệt không thể buông tha. Hơn nữa, có thần hồn y trong tay, muốn biết cái gì chỉ cần siêu hồn là được." Đề Hồn thấy thần sắc Hàn Lập như vậy, vội vàng nói, "Hừ, ta tu luyện một môn tỏa hồn bí thuật, siêu hồn thuật nhiều nhất chỉ làm ta hồn phi phách tán." mơ tưởng thăm dò được ký ức của ta. Đông Phương Bạch liền nhìn ra quan hệ giữa Hàn Lập và Đề Hồn, rõ ràng Hàn Lập làm chủ, bởi vậy cũng không quá khách khí với Đề Hồn. Chủ nhân yên tâm, pháp tắc của ta chính là nhằm vào thần hồn, người bình thường không cách nào dò xét ký ức của y nhưng ta thì có thể. Đề Hồn vội vàng nói lần nữa, Đề Hồn, người không cần phải lo lắng, ta chưa bao giờ có ý buông tha người này, hôm nay ta tới đây, chủ yếu là báo thù cho thanh hồ nhất tộc, mặc kệ y nói gì, ta cũng sẽ không bỏ qua cho y người cứ việc thi triển siêu hồn thuật đi cho dù cuối cùng không dò xét được ký ức của y thì cũng không vấn đề gì hàn lập đưa tay ngăn đề hồn từ tốn nói vâng đa tạ chủ nhân thành toàn đề hồn nghe vậy đại hỷ lời còn chưa dứt không để đông phương bạch kịp nói gì lòng bàn tay nàng phụt một tiếng lập tức bay ra mảng lớn hắc mang bọc lại thần hồn đông phương bạch vô số phù văn màu máu trong hắc quang tràn ra thẩm thấu vào thần hồn đông phương bạch Tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Đông Phương Bạch từ trong hắc quang truyền ra nhưng thần hồn không có bạo liệt. Hàn Lập thấy cảnh này, mừng thầm trong lòng, xem ra thủ đoạn của đề hồn cao hơn một bậc. Nghĩ đến đây, hắn đi thẳng tới bên cạnh thi thể Đông Phương Bạch, lấy trên tay gã một nhẫn chữ vật, thần thức chui vào trong đó. Trên mặt hắn rất nhanh lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vung tay lên. Mặt đất chấp động quang mang, nhiều ra một đống nhỏ tinh thạch màu bạc mà Đông Phương Bạch vừa mới sử dụng. Hàn Lập nhìn truyền tống trận bên cạnh đã bố trí được một nửa, hơi trầm ngâm, sau đó cầm lấy tinh thạch trên mặt đất, tiếp tục đặt vào trong cột đá còn lại. Mặc dù hắn không tìm được tư liệu về tòa truyền tống trận này trong chữ vật pháp khí, bất quá nhìn tình huống Đề Hồn hiện tại, dò xét ra những tin tức này là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vậy trước tiên là chuẩn bị tốt trận pháp truyền tống này, chờ Đề Hồn tra được tin tức cụ thể, lập tức rời khỏi nơi này. Chương 1026, lại nổi phong ba. Chẳng bao lâu sau, số cột đá còn lại trong điện cũng đều bị Hàn Lập cắm đầy tinh thạch màu bạc lên trên. Ánh mắt Hàn Lập quét qua mọi nơi, xác nhận không có sai sót gì rồi phất tay bắt pháp quyết. Sau một khắc, từ bên trong pháp trận nở rộ bạch quang, toàn bộ đại trận ông ông vận chuyển. Cùng lúc đó, sắc mặt đề hồn vui vẻ, hắc quang trong lòng bàn tay nhanh chóng tan biến, hiện ra thần hồn đã vô cùng suy yếu của Đông Phương Bạch. Thần hồn Đông Phương Bạch lộ ra biểu tình ngốc trệ, dường như đã triệt để biến thành si ngốc, hẳn là do linh tính đã tổn hao quá nhiều. Chủ nhân, ta đã điều tra xong, ở nơi này tổng cộng có bốn cái pháp trận truyền tống, một cái đi kim hàn tiên cung, một cái khác đi trung thổ tiên cung, còn có hai nơi. Đề hồn mở miệng nói ra, nhưng đúng lúc này, từ trung tâm pháp trận bộc phát một quang trụ màu bạc vừa thô vừa to, sông thẳng tận trời, ngân quang chiếu dọi mọi ngóc ngách của tòa đại điện. Hàn lập biến sắc, tựa hồ ý thức được cái gì, thân hình lập tức phóng đến cây cột đá gần nhất, đưa tay chụp lấy tinh thạch màu bạc gắn phía trên, muốn nhổ nó ra. Nhưng xung quanh pháp trận bỗng nhiên lóe sáng, một quang cầu lấp lánh chợt hiện ra, bao trùm cả tòa pháp trận và 12 cây cột đá xung quanh. Hàn Lập không kịp thu tay, thân thể hắn mãnh liệt va chạm với quang cầu óng ánh, rồi lập tức bị đánh bay ra ngoài như vừa đụng phải tường đồng vách sắt. Tiếp đó, trung tâm cột sáng chợt nhoáng lên, hiện ra hai thân ảnh. Kẻ đi đầu có thân hình cao lớn, mái tóc đỏ rực như quần lửa, làn da nhuốm màu đỏ đồng, tứ chi dài đến bất thường, có chút cổ quái. Còn lại là một nam tử thanh niên mặc hoàng bào, phục sức trên người kẻ này vô cùng quen thuộc với Hàn Lập, chính là trang phục của giám sát tiên sứ. Hàn Lập vừa nhìn rõ hai kẻ mới tới, sắc mặt hắn lập tức đại biến, vội vã túm lấy để hồn rồi bay vọt ra bên ngoài. Kẻ có mái tóc đỏ như lửa kia chính là kỳ ma tử, tên đệ tử đã phản bội di la lão tổ năm xưa. Kỳ ma tử tỏa ra khí thức khổng lồ, nhiễm nhiên là một tu sĩ đại la, tu vi của gã thanh niên khoác hoàng bào còn lại. Không cao, chỉ tương đương với kim tiên hậu kỳ. Nếu là tu sĩ đại la cảnh phổ thông, Hàn Lập còn có lòng tin đấu một trận, nhưng kỳ ma tử chính là tu luyện pháp tắc thời gian, hắn tự hỏi không có nắm chắc cái gì. Hơn nữa nơi này rất nhiều biến số, một khi lâm vào rằng co, hậu quả thật khó tưởng tượng. Kỳ ma tử xem xét tình huống bên trong đại điện, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức trao mày, chăm chú nhìn về phía Hàn Lập đang phi độn ra ngoài. Ánh mắt của y lóe lên, nhìn sang thanh niên mặc hoàng bào bên cạnh. Không sai, đúng là hắn. Thanh niên áo vàng cũng nhìn về phía Hàn Lập, ánh mắt ngưng trọng, rồi quả quyết. Kỳ ma tử nghe xong, thần tình lộ ra chút vui vẻ, kim mang chấp động quanh thân, đang muốn lao ra từ bên trong quang trụ. Thế nhưng màn hào quang hình cầu bao bọc pháp trận chấn động một hồi, một luồng lực lượng cấm chế dị thường cường đại đột một xuất hiện, khiến cho không gian bên trong pháp trận dường như ngưng kết. Tu vi mạnh mẽ như kỳ ma tử cũng lập tức bị giam cầm, thân thể không cách nào động đậy. Lúc này, Hàn Lập cùng đề hồn đã ra khỏi đại điện, ánh mắt hắn quét qua hai kẻ bên trong pháp trận, ngừng lại trên thân thanh niên mặc hoàng bào trong giây lát, rồi đột ngột phất tay áo. Lập tức có vô số lôi quang vàng rực hiện ra, bao bọc lấy hai người, tiếng lôi minh trầm thấp vừa vang lên, hai thân ảnh đã biến mất không rõ tung tích. Kỳ ma tử hư lạnh một tiếng, kim quang dạng rỡ toàn thân, chợt trước mặt lão hiện ra một bó đuốc màu vàng, hừng hực thiêu đốt, chính là đoạn thì hỏa bả. Luồng lửa này so với đoạn thì hỏa bả của Hàn Lập rõ ràng bất đồng, bó đúc màu vàng trước người kỳ ma tử lớn hơn của hắn gấp bội, hơn nữa ngoại trừ luồng hỏa diễm kim sắc trên đỉnh, những bộ vị khác của bó đúc đã ngưng thực vô cùng, không giống như của Hàn Lập vẫn chỉ là hư ảnh. Phải có đến hơn 2.000 đoàn đạo văn thời gian đang liên tục chấp động trên đoạn thì hỏa bà của kỳ ma tử, tản mát ra chấn động pháp tắc hơn xa của Hàn Lập, hư không phụ cận tựa như không thừa nhận nổi lực lượng pháp tắc này, rung động sôi trào, lắc lư không ngớt. Chỉ thấy kỳ ma tử kia lầm nhầm bấm niệm pháp quyết, xoẹt một tiếng, bó đúc màu vàng đại thịnh hỏa diễm, liên tục khuếch tán ra từng vòng linh quang hỏa diễm, trong nháy mắt đã lan tỏa khắp phạm vi trăm trượng xung quanh. Quang cầu của pháp trận lập tức bị linh quang hỏa diễm triệt để bao phủ, rồi đình trệ như bị đóng băng, hiệu quả của linh quang hỏa diễm tương tự như chân ngôn bảo luân của Hàn Lập, nhưng lợi hại hơn nhiều, chuyển động của dòng chảy linh lực bên trong màn sáng đã dừng hẳn, rơi vào tĩnh mịch như vật chết vậy. Bên trong linh quang hỏa diễm, nam tử áo vàng cũng rơi vào tình trạng tương tự, một mực đứng thẳng lưng bất động, nhưng kỳ ma tử lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng y vung tay lên xuất ra một đạo kim quang đánh vào quang cầu pháp trận kim quang không tản mát ra chút khí thức lợi hại nào nhưng quang cầu uy lực cực lớn kia lại giống như miếng băng mỏng phanh một tiếng trực tiếp bạo liệt tiếp theo không rõ kỳ ma tử làm gì bó đốt màu vàng cùng với linh quang hỏa diễm lóe lên một chút rồi biến mất xung quanh hết thảy lập tức khôi phục bình thường biến hóa xảy ra liên tiếp dường như vô cùng phức tạp nhưng kỳ thực chỉ phát sinh trong trước mắt thân hình kỳ ma tử nhoáng lên một cái, hóa thành một ánh lửa rực sáng, trong trước mắt đã xuất hiện bên ngoài đại điện, thân hình quay tròn chuyển động. Vô số quang ảnh màu vàng bay ra từ trên người y, vô cùng nhanh chóng phát tán ra bốn phương tám hướng. Ánh mắt kỳ ma tử lóe lên một chút, hai tay vung lên bấm niệm pháp quyết. Âm một tiếng nổ vang trời, vô số phù văn hỏa diễm bay múa quanh thân y, trong nháy mắt quanh người y đã hình thành một cái pháp trận lập lòe kim quang. Hỏa diễm kim sắc lấy pháp trận làm trung tâm tỏa ra liên miên không ngớt, bao trùm thân thể kỳ ma tử. Thân ảnh y đột nhiên trở nên mơ hồ, rồi lập tức biến mất. Trong điện, thanh niên mặc hoàng bào vội vàng độn quang bay ra, nhưng bất kể là hai người hàn lập hay kỳ ma tử đều không thấy bóng dáng. Mặt gã lộ vẻ thẫn thờ, âm thầm thở dài, sau đó hóa thành một luồng kim quang, hướng về phía trước bay đi. Bên trên một ngọn núi cách kim nguyên tiên cung hơn 10 vạn dặm, lôi quang vàng rực lóe lên, hiện ra thân hình hàn lập và đề hồn. Chủ nhân, kẻ mới tới kia là ai? ánh mắt đề hồn đảo qua xung quanh một lượt thở phào một cái trung quy vẫn có chút mê man hỏi y là người của tiên ngục thiên đình có lẽ là kẻ đứng đầu tiên ngục hàn lập chậm rãi nói đứng đầu tiên ngục đề hồn biến sắc thốt lên không vội nói chuyện này nơi đây chưa hẳn đã an toàn chúng ta phải mau chóng ly khai hàn lập vừa nói hai tay vừa bấm niệm pháp quyết rồi vung lên quanh người hắn chợt có tiếng nổ vang vô số điện quang vàng rực từ túa ra từ trên thân nhanh chóng ngưng kết biến hóa hình thành một lôi trận kim sắc trượng lớn chừng vài trượng. Đúng lúc này, phiến hư không cách đó không xa chợt lóe lên, một quầng lửa vàng vô cùng chói mắt đột ngột hiện ra, tản mát từng trận không gian chi lực cường đại. Đồng tử Hàn Lập co rụt, lập tức bấm niệm pháp quyết sức điểm. Lôi trận kim sắc tỏa hào quang rực rỡ, thân ảnh hắn và đề hồn chấp động một cái trở nên mơ hồ, rồi biến mất vô tung, lôi trận theo đó lập tức tan rã. Quầng lửa vàng khuếch tán mở rộng, hình thành một hỏa trận màu vàng, thân ảnh kỳ ma tử đứng ở bên trong, y hướng về phía lôi trận còn không có triệt để biến mất nhìn một cái, khóe miệng nhếch lên lộ ra một tia trào phúng giống như cười lạnh. Y nhắm mắt cảm ứng một lát, rồi hai tay lại vung lên tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Hỏa trận dưới chân y đại phóng linh quang, thân ảnh kỳ ma tử lóe lên một cái rồi lập tức tiêu thất. Ở một địa phương nào đó trong Kim Nguyên Sơn Mạch, không trung hiện ra lôi quang vàng rực, rồi lộ ra thân ảnh hai người hàn lập. Không thể tưởng tượng được kỳ ma tử kia lại tinh thông thuật không gian truyền thống chúng ta phải làm sao bây giờ, chủ nhân? Đề hồn lo lắng, sắc mặt Hàn Lập cũng rất khó coi, nhưng động tác hai tay không mảy may trần chờ, thân thể vừa đứng vững đã lập tức bấm niệm pháp quyết, lần nữa triển khai lôi quang pháp trận. Nhưng hắn còn chưa kịp kích phát lôi trận, một luồng hỏa diễm kim sắc đã lần nữa hiện ra cách đó không xa, so với lần trước tốc độ còn mơ hồ nhanh thêm vài phần. Nhanh, Hàn Lập khẽ quát, lập tức thúc giục lôi trận truyền tống, một lần nữa thất tung. Kết quả, hai người Hàn Lập vừa mới truyền tống biến mất, kỳ ma tử vừa hiện thân cũng lập tức thúc giục pháp trận không gian truyền tống. Hai bên giống như chơi đuổi bắt trên khắp Kim Nguyên Sơn Mạch, rất nhanh đã rời xa Kim Nguyên Tiên Cung không biết bao nhiêu vạn dặm. Tuy rằng Hàn Lập chiếm cứ chủ động, nhưng dần dần kỳ ma tử tựa như đã thăm dò được điểm huyền bí của lôi trận, khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Trên một vách đá nào đó thuộc Kim Nguyên Sơn Mạch, lôi trận vàng rực lại lóe lên, thân hình Hàn Lập và đề hồn một lần nữa xuất hiện. Hàn Lập không phải muốn mang theo đề hồn, không đem dấu vào hoa chi động thiên, mà do đề hồn chính là một sinh linh, muốn đi vào bên trong động thiên, trước tiên cần phải mở ra cánh cửa không gian. Hắn giờ đây dù có lên trời xuống đất đều bị kỳ ma tử đuổi theo sát nút, nào có rỗi rãi mở ra hoa chi động thiên. Hai người vừa mới hiện thân, Hàn Lập đã tiếp tục bấm niệm pháp quyết, triển khai pháp trận lôi quang. Chủ nhân, kẻ kia đuổi theo càng ngày càng gần, chỉ e thêm vài lần nữ y sẽ triệt để bắt kịp chúng ta. Người có biện pháp nào cắt đuôi y không?" Đề Hồn trầm giọng nói ra, thuật không gian truyền tống của kẻ này là sự kết hợp của lực lượng hỏa diễm và lực lượng không gian, so với lôi quang pháp trận của ta không sai biệt lắm. Nếu như có thể một lần truyền tống ra khoảng cách cực xa, có lẽ sẽ không bị y đuổi theo nữa." Hàn Lập lắc đầu, nói ra, "Hắc hắc, muốn thoát khỏi sự truy tung của bổn tọa, trừ phi ngươi có thể một lần truyền tống ra khoảng cách ức vạn dặm." Không chờ lôi quang pháp trận thành hình, trong hư không cách đó không xa đột nhiên có quầng lửa vàng trói mắt sáng lên, từ bên trong truyền ra tiếng cười kỳ ma tử. Lời còn chưa dứt, một giải lụa màu đen dài cả trăm trượng từ trong quầng lửa điên cuồng bắn ra, hư không nơi nó đi qua tầng tầng bạo liệt tựa như giấy mỏng, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, nhoáng một cái đã đánh lên lôi trận. Lôi trận vốn không có lực phòng ngự, đụng phải giải lụa đen lập tức bạo liệt tiêu thất. Nội tâm Hàn Lập cả kinh, túm lấy để hồn kéo đi, cả hai cấp tốc lui lại phía sau, may mắn không bị đánh trúng dù lôi trận đã tan rã nhưng giải lụa đen không dừng lại tiếp tục truy kích hai người hàn lập hàn lập trao mày một mặt vẫn toàn lực thối lui một mặt trong cơ thể vận chuyển thiên sát chấn ngục công đánh ra một quyền quyền ảnh màu vàng lao vọt về phía trước va chạm với giải lụa đen phốc một tiếng quyền ảnh màu vàng lập tức bị cắt ngọt thành hai mảnh lập tức oanh một tiếng nổ tung nhưng giải lụa đen cũng thoáng run lên nhưng rất nhanh đã khôi phục nguyên dạng tiếp tục lao đi như tên bắn hàn lập khẽ biến sắc kéo để hồn vào trong ngực, khẽ quát lên ôm lấy ta, sau đó hai cánh tay hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, song quyền như vũ bão liên hoàn đánh ra. Vô số quyền ảnh màu vàng bắn ra, dáng lên giải lụa đen. Âm, âm, âm thanh âm bạo liệt nổ vang, từng đoàn từng đoàn quyền ảnh màu vàng bạo liệt, sắc đen trên giải lụa càng lúc càng trở nên mờ nhạt, sau khi cắt phá không biết bao nhiêu quyền ảnh, rốt cuộc nó nhoáng lên vài cái rồi biến mất vô tung. Thân hình đang lùi của Hàn Lập dừng lại, thở ra hổn hển. Lúc trước đại chiến cùng Đông Phương Bạch đã vận dụng biến thân cự ma, tiêu hao lực lượng thân thể rất lớn, giờ đây trong chớp mắt lại đánh ra hơn một ngàn quyền, cảm thấy thân thể dường như có chút không chịu nổi. Trường 1027, đuổi sát không ngừng. Lúc trước, đề hồn nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm chặt lấy hàn lập, giờ phút này khó khăn lắm mới mở ra. Chủ nhân, người không sao chứ? Đề hồn nhìn thấy hàn lập thở hồn hền, sắc mặt biến đổi. Không có gì đáng ngại, chỉ tiêu hao hơi lớn thôi, Gia hỏa này lại đuổi tới A. Hàn lập khoát tay chặn lại, tiếp đó biến sắc nhìn về một hướng. Xác thực có chút vốn liếng, không uổng phí ta đã chờ lâu như vậy. Xa xa đoàn ánh lửa màu vàng kia lóe lên biến mất, kỳ ma tử từ đó bay ra, ánh mắt nhìn về phía hàn lập, xoa xoa hai tay, vừa cười vừa nói. Trong tay lão nắm một thanh diều ngắn tỏa ra ô quang, giải lụa màu đen vừa rồi chính là do diều này chém ra. Hàn lập bị kỳ ma tử nhìn chằm chằm như thế, trong lòng chẳng biết tại sao mơ hồ có loại cảm giác toàn thân bị nhìn xuyên thấu hắn vội vàng âm thầm vận thời gian pháp tắc trong nháy mắt chảy khắp toàn thân lúc này mới miễn cưỡng ngăn lại cảm giác bị nhìn thấu kia các hạ rốt cuộc là ai ngươi và ta trước đây hình như chưa từng gặp mặt a à. hàn lập hít sâu một hơi ý định thăm dò nguồn gốc kẻ này trước mở miệng hỏi chật chật hai tên nhiệt hỏa si dung này đều không cho ngươi xem qua hình ảnh của ta sao bản tọa chính là kỳ ma tử tin rằng ngươi đã nghe qua cái tên này. Ta không muốn nói lời thừa thãi nữa, giao đại ngũ hành huyễn thế quyết ra đây thì ta tha cho ngươi một mạng. Trong mắt kỳ ma tử hiện lên một tia quang mang lửa nóng, chậm rãi đi về phía trước, trong miệng nói ra. Đại ngũ hành huyễn thế quyết, đó là vật gì, là một môn công pháp sao? Trong lòng hàn lập chấn động nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi, nói. Hừ, ngươi quả nhiên giống như si dung đưa tin, là tên tiểu tử không thành thật chút nào. Bất quá ngươi không thừa nhận cũng không sao, chỉ cần rút thần hồn của ngươi, rồi siêu hồn sẽ biết a." À. Kỳ Ma Tử cười lạnh nói, thân hình bay nhào tới. Kim quang dưới chân Hàn Lập đại thịnh, vội vàng bắn ngược ra sau. "Chủ nhân, đừng mang theo ta, hãy để ta xuống, rồi toàn lực đối phó kẻ này, ta có thể tự chiếu cố mình." Đôi mắt đẹp của Đề Hồn lóe lên, nói ra, nhưng Hàn Lập không hề có hành động gì. "Hắc hắc, các hạ rất biết thương hương tiếc ngọc a, à, bất quá ngươi yên tâm." bản tôn từ trước đến nay không giết nữ tử chỉ muốn thần hồn của ngươi thôi kỳ ma tử cười ha ha búa ngắn trong tay hiện ra một tầng hỏa diễm đen kịt lăng không bổ một phát một giải lụa màu đen sáng ngời rộng gấp mấy lần lúc trước bắn ra chém về phía hàn lập tốc độ nhanh cơ hồ gấp bội so với trước chấp động một cái đã đến cách hàn lập mấy trượng hư không trong phạm vị trăm trượng quanh giải lụa màu đen phẳng phất tấm kính vỡ vụn ra từng đạo vết nứt không gian hiện lên đồng thời lan tràn ra chung quanh sắc mặt hàn lập ngưng trọng gầm nhẹ một tiếng vội vàng thi triển chân ngôn bảo luân vô số gợn sóng màu vàng khuếch tán ra trong nháy mắt bao phủ mấy trăm trượng chung quanh bao bọc giải lụa màu đen vào trong đó giải lụa màu đen lập tức ngừng lại nhưng khu vực gợn sóng màu vàng cũng bị rung động mạnh mấy lần thật vất vả mới ổn định lại được a à, vậy mà tu luyện chân ngôn hóa luân kinh tới trình độ này kỳ ma tử lộ vẻ kinh ngạc nhưng cũng không quá để ý chiếc dìu ngắn màu đen trong tay dương lên muốn bổ xuống lần nữa nhưng vào lúc này, bên ngoài thân hàn lập đại phóng kim quang lần nữa, một linh vực màu vàng phần phật mở ra, bao phủ phạm vi vài giảm chung quanh lại. Kỳ ma tử bị linh vực màu vàng bao lại, động tác lập tức chậm hơn gấp 10 lần. Hàn lập đồng thời thi triển chân ngôn bảo luân cùng thời gian linh vực, tiêu hao tiên linh lực trong cơ thể cực nhanh nhưng hắn không mảy may để ý, hai tay huy động liên tục. Sau một khắc, mười mấy cây lôi mộc màu vàng từ trong tay áo hắn bắn ra, quay tròn ngưng tụ, rơi xuống thành hình một vòng tròn quanh người chính là câu lôi mộc, lôi quang màu vàng trói mắt từ trên mười mấy cây câu lôi mộc bay ra, đan vào nhau. Kỳ ma tử thấy cảnh này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngọn lửa màu vàng trên thân đại thịnh, sau đó phật một cái khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt hình thành một linh vực hỏa diễm màu vàng, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Hàn lập bị linh vực hỏa diễm màu vàng bao lại, thân thể lập tức trầm xuống, tốc độ cũng chậm lại 10 lần nhưng vẫn như cũ hương ngạnh bấm niệm pháp quyết thôi động câu mộc lôi trận. Lôi trận nhanh chóng tỏa sáng lên, mắt thấy sắp hoàn thành. Bỗng kỳ ma tử gầm lên một tiếng, trước người lóe lên kim quang, bó đúc màu vàng kia lại nổi lên. Từng vòng từng vòng linh quang hỏa diễm từ trên bó đúc màu vàng khuếch tán ra, những nơi đi qua hết thảy đứng im. Tốc độ linh quang hỏa diễm khuếch tán cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã bao phủ hai người Hàn Lập. Hàn Lập cùng lôi trận chung quanh lập tức trì trệ, dừng lại tại chỗ. Ngay cả chân ngôn bảo luân và gợn sóng màu vàng chung quanh cũng đông cứng, bị áp chế hoàn toàn. Sắc mặt Kỳ Ma Tử buông lỏng, thanh diều ngắn trong tay Đại Thịnh Hắc Quang, một đạo hào quang đen nhánh hình chiếc diều bắn ra, chạm lên gợn sóng màu vàng quanh người Hàn Lập. Tách một tiếng, gợn sóng màu vàng phảng phất như sứ giòn, vỡ ra. Hào quang hình chiếc diều không ngừng chút nào, chém tới thân thể Hàn Lập. Vào thời khắc này, quang mang chung quanh thân thể Hàn Lập chấp liên tục. Bên trái hắn thì hiện ra một cái bình ngọc màu vàng chứa non nửa linh dịch màu vàng nhờ nhờ, chớp động linh quang nhàn nhạt. nhạt bên phải thì xuất ra một cái đồng hồ cát màu vàng, bên trong ẩn hiện vô số hạt cát màu vàng tung bay. Trước người hắn hiện ra một bó đuốc cháy sáng ngọn lửa màu vàng, còn sau lưng lại hiện ra một cây nhỏ màu vàng. Năm kiện thần thông thời gian tản ra kim quang cộng hưởng với nhau, thời gian đạo văn phía trên hô ứng rồn dập sáng lên, một cỗ ba động thời gian pháp tắc cường đại viên mãn theo đó dập dần. Năm 50 sợi tơ thời gian pháp tắc từ trên những vật trên thoát ly bắn ra, đầu đuôi nối với nhau, hình thành một cái vòng tròn màu vàng, cấp tốc chuyển động, phát ra một cỗ lực thôn phệ. Đoạn thời hỏa cảnh của kỳ ma tử đột nhiên rung lên, từng đạo linh quang hỏa diễm bắn ra, chui vào trong vòng tròn màu vàng. Cái gì? Kỳ ma tử giật mình cả kinh, Hàn Lập lập tức hồi phục lại, lôi trận chung quanh cũng khôi phục linh động. Hai tay hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, lôi trận màu vàng vốn tán loạn điện mang, trong nháy mắt đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Mau, Hàn Lập lập tức thúc dục gấp pháp quyết, ầm ầm, điện mang màu vàng chói mắt từ trong câu mộc lôi trận nở rộ ra, bao phủ hai người hàn lập và đề hồn vào trong. Điện mang màu vàng tỏa ra, hư không theo đó chấn động mãnh liệt, nổi lên từng gợn sóng như nước, khuếch tán ra chung quanh. Kỳ ma tử nhìn thấy cảnh này, con mắt bỗng nhiên chừng một cái, mặt lộ vẻ cuồng nộ, quang mang màu đen của chiếu diều trong tay tăng vọt. Âm một tiếng, chiếc diều trong nháy mắt phồng lớn lên gấp 10, hóa thành một chiếc diều đen nhánh cực lớn. Một cỗ ba động pháp tắc cuồng bạo không gì sánh được từ trên cự phủ bạo phát ra, hắc mang chấp động, hư không phụ cận cũng bắt đầu sụp đổ. Hai tay kỳ ma tử nắm chặt cự phủ, hung hăng bổ một cái về phía lôi trận. Âm một tiếng vang thật lớn, một giải lụa màu đen rộng gần 10 dặm cuồng quyển chém ra, những nơi đi qua hư không hoàn toàn vỡ vụn, từng vòng xoáy không gian nổi lên, quét ra phương viên mấy ngàn dặm. Bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt, từng đoàn từng đoàn mây đen nổi lên, cuồng phong gầm thét. Nhưng một kích này của kỳ ma tử rõ ràng là đã muộn. Thanh thế của hào quang màu đen của cửa phủ to lớn không gì sánh được nhưng lôi trận lại nhanh hơn một chút. Chỉ nghe ầm một tiếng sét đùng đoàng vang lên, thân ảnh hàn lập và đề hồn biến mất trong lôi quang, không còn tâm tích. Khi đó giải lụa màu đen mới cuốn tới, trong nháy mắt xé rách lôi trận, mười mấy cây câu lôi một kia bị xoắn nát triệt để. Sắc mặt kỳ ma tử trầm xuống, hư lạnh một tiếng, sau đó thu hồi hắc phủ, nhắm mắt cảm ứng. trọn vẹn qua một bữa cơm công, công phu, y mở trừng mắt, sắc mặt âm trầm như một cái ao lạnh nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh hắc hắc đại ngũ hành nguyễn thế quyết quả nhiên trong tay ngươi công pháp này một khi tu thành viên mãn lại có tác dụng thu nạp hết thảy lực lượng thời gian khác quả nhiên không hổ là công pháp thời gian mạnh nhất trong mắt kỳ ma tử nổi lên quang mang cực nóng cười hắc hắc nói nói xong y nhìn như tùy ý phất tay áo một cái cả người liền hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng bay về hướng kim nguyên tiên cung một chỗ sâu trong kim nguyên sơn mạch cách kim nguyên tiên cung không biết bao nhiêu vạn dặm bên trong một ngọn núi màu vàng vô cùng lớn mở ra một thạch thất lớn mấy trượng trên vách đá thạch thất minh khắc từng đạo linh văn tản mát ra các loại quang mang mặt đất thạch thất bố trí một lôi trận màu vàng mười mấy cây lôi mộc màu vàng xếp chung quanh lôi trận phía trên chấp động từng đạo lôi quang màu vàng đột nhiên lôi trận màu vàng sáng lên một đạo quang trụ màu vàng thô to không gì sánh được lăng không hiện lên bắn thẳng lên trời cao các loại linh văn quanh thạch thất lập tức sáng lên mấy tầng màn sáng cấm chế nổi lên phía trên chấp động các loại phù văn thình lình tản mát ra trận trận ba động lực lượng pháp tắc gắt gao ngăn chặn lại quang trụ lôi điện màu vàng quang trụ màu vàng duy trì mấy hơi thở chậm rãi tiêu tán ra bên trong hiện ra hai bóng người chính là hàn lập và đề hồn nơi này là đề hồn giờ phút này đã khôi phục bình thường nhìn lại chung quanh mặt lộ vẻ ngạc nhiên trước khi ta đi kim nguyên tiên cung vì phòng ngừa vạn nhất nên ở chỗ này đã thiết lập câu mộc lôi trận thật không ngờ lại dùng đến nơi đây cách kim nguyên tiên cung cực xa, truyền thống thuật của kỳ ma tử sẽ không quay lại nơi này. Hàn lập bấm niệm pháp quyết thu hồi năm kiện thần thông thời gian quanh người, chậm rãi mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, hắn chợt nhướng mày, thân thể lảo đảo quỵ gối xuống mặt đất, khóe miệng chảy ra một vết máu. Chủ nhân, người bị thương rồi, đề hồn vội vàng đỡ lấy hàn lập, thất thanh nói. Vừa rồi chỉ lo toàn lực điều khiển lôi trận, không rảnh thi triển phòng ngự khiến cho dư ba của đạo phủ mang kỳ ma tử làm bị thương nơi bụng. Hàn Lập khoát tay áo, lấy ra một viên đan dược xanh biết ăn vào. Kỳ ma tử này quả thật không đơn giản, nếu chủ nhân không sớm chuẩn bị, phiền phức sẽ lớn lắm. Thương thế người hình như không nhẹ, không bằng trước ở đây khôi phục một chút đi. Đề hồn nói ra, vừa rồi câu mộc lôi trận vận chuyển, động tĩnh rất lớn, mặc dù ta đã thiết hạ cấm chế chung quanh nhưng chưa hẳn có thể khiến kẻ khác không chú ý. Vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi hãng tính, Hàn Lập phát tay phát ra một cỗ thanh quang, thu hồi lôi trận trên mặt đất lại từng cây trận kỳ từ các nơi quanh thạch thất cũng bay ra, rơi vào trong tay hắn. Sau khi phất tay thu những vật này lại, hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết. Từng đạo lôi quang màu vàng từ trên người hắn bay ra, ngưng tụ quanh hai người thành một cái lôi quang pháp trận. Nương theo một tiếng sấm rền, thân ảnh hai người chấp động trong lôi quang màu vàng, lần nữa biến mất vô tung. chương 1028, dòng suối kỳ quái. Trên một tòa sơn phong xa xôi hẻo lánh thuộc Kim Nguyên Sơn Mạch, nơi đây mây đen bao phủ mưa phùn không ngớt ầm um, chợt có tiếng sấm rền vang giữa tầng mây đen trên bầu trời hiện ra một tòa lôi trận bằng bạc điện quang tỏa ra chấp động một hồi rồi biến mất vô tung lôi quang tan đi để lộ ra hai đạo nhân ảnh đang cùng nhau rơi từ trên cao xuống ầm um một tiếng đáp xuống một vạt rừng rậm rạp trên đỉnh núi ầm um, ầm um, ầm um, thanh âm va chạm không ngừng vang lên một loạt cổ thụ mấy người ôm thi nhau đứt gãy răng rắc mới cản được thế rơi của hai thân ảnh kia, rốt cuộc bọn hắn dừng lại bên cạnh một tảng đá lớn. Chủ nhân, thanh âm có phần gấp gáp lo lắng, thiếu nữ áo đen chẳng hề để tâm đến thương thế trên người mình, vội vàng đỡ lấy nam tử mặc thanh bảo toàn thân rách dưới bên cạnh. Ta không sao, vẫn còn chấn áp được thương thế, có điều lần này đã ăn phải quả đắng rồi, tiên linh lực cùng thể lực quả thực đã tiêu hao không nhỏ. Nam tử mặc thanh bảo vuốt vuốt nước mưa trên mặt, cười khổ một tiếng hắn chính là Hàn Lập, kẻ một đường trốn chạy từ Kim Nguyên Tiên Cung đến đây. Kỳ ma tử kia thật sự hèn hạ, thừa dịp chủ nhân mới cùng Đông Phương Bạch giao chiến còn mệt mỏi, thực lực không đủ 10 thành mới thừa cơ xuất thủ. Đề hồn cất giọng ai oán, nhưng còn chưa nói hết đã bị Hàn Lập cắt ngang. Bởi vì người tính không bằng trời tính, ta thật sự không lường trước sự xuất hiện kỳ ma tử. Hiện giờ vẫn chưa an toàn đâu, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó phải tiếp tục lên đường. Hàn lập hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra đề hồn không nói thêm gì nữa chỉ khẽ gật đầu hàn lập lấy ra một viên đan dược rồi ăn vào khoanh chân ngồi xuống điều tức sau một lát hắn mở hai mắt ra mục quang đã sán lạn hơn mấy phần từ từ đứng lên đề hồn đang ngồi cách đó không xa thấy thế cũng vội vàng đứng lên đi tới bên cạnh hắn chủ nhân lần này ngoại trừ kỳ ma tử e rằng chúng ta cần phải đề phòng truy binh ngày càng nhiều thời điểm chúng ta tiến công kim nguyên tiên cung trước đó đông phương bạch đã liên lạc với một tên đại la trong cửu nguyên quan đối phương biểu thị đã phái huynh muội lam thị đến đây truy kích đề hồn dồn dập nói huynh muội lam thị hàn lập lẩm bẩm hai tên này thực lực tựa hồ không yếu đông phương bạch tuy không có nhiều ký ức với bọn chúng nhưng lại có phần tin cậy đề hồn bổ sung bất luận ra sao chúng ta đã giết đông phương bạch tiếp theo cũng không nhất thiết dây dưa cùng bọn hắn tốt nhất phải nhanh chóng đi khỏi nơi này phạm vi khống chế của kim nguyên tiên cung chủ yếu tập trung ở tây bộ kim nguyên sơn mạch Trung bộ cùng đông bộ do rất nhiều tông môn tiên ra cùng thế gia tu tiên chiếm giữ, tình hình các thế lực bên đó phức tạp như cành lá đan sen khó gỡ, sẽ thuận lợi cho chúng ta che giấu tung tích, trước hết đi về bên kia thôi. Hàn lập lắc đầu nói, vâng, đề hồn khẽ gật đầu, đề hồn, đề phòng bị truy tung, thời gian tới ta sẽ triệt để phong bế tiên linh lực, chỉ lấy lực lượng nhục thân đi đường, tận lực che giấu ba động linh lực, người tạm thời vào trong hoa chi động thiên, hảo hảo tĩnh dưỡng. Hàn lập nói xong bèn vung tay lên, một quang môn màu bạc lập tức hiện ra. Đề hồn sau khi nghe xong cũng không nói thêm gì, mau chóng tiến nhập quang môn, trở lại chút lâu. Hàn lập đóng lại quang môn, sau đó ngửa đầu nhìn lên không chung một cái, thân hình đột một phóng lên từ mặt đất, xông thẳng vào đám mây phía trên. Thoáng một cái đã qua hai năm, trung bộ kim nguyên sơn mạch, trong một vùng đồi núi chập trùng, uốn lượn triền miên có một khe núi xanh ngắt diện tích không lớn, chẳng có điểm gì thu hút, tên là thung lũng thanh ti. Dưới thung lũng có thôn dư lương, một cổ thôn tồn tại khép kín từ xa xưa, bên trong có mấy trăm thôn dân đời đời sinh hoạt, cơ hồ từ trước tới nay chưa từng cùng ngoại giới tương thông. Một đêm nọ, cả thôn dư lương đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ thôn dân không một ai nghỉ ngơi, tất cả đều mặc một thân áo tơi kết từ lá thanh trúc, tay dơ cao bó đuốc, khua chiêng gõ trống, lại khiêng bảy, tám tấm trúc liễn, đồng loạt hướng về tòa sơn phong màu xanh sẫm phía sau thôn. Phía trên mỗi trúc liễn kia đều có một lão đầu bộ dáng trên 80 tuổi, râu tóc trên đầu bạc trắng như tuyết, mắt mở chân chậm, dáng vẻ gần đất xa trời. Trong trong đám người đang khua chiêng gõ chống ồn ào, có một nam tử mặc thanh bào thân hình cao lớn, có chút khác biệt. Hắn với một nam tử tráng niên đang cùng nhau sánh vai dẫn đầu, chợt nam tử áo xanh mở miệng hỏi, trưởng thôn, chúng ta đang đi tới đâu? Tuy gương mặt của nam tử được hắn gọi là trưởng thôn kia thoạt nhìn trẻ trung nhưng cặp mắt lại hơi đục, không phù hợp chút nào với thân thể tráng niên của y. Hàn Đại Phu, chúng ta đi đến Bạch Thủ Cốc phía sau núi. Nghe nam tử áo xanh hỏi, trưởng thôn do dự một chút rồi đáp. Người vừa được trưởng thôn xưng là Hàn Đại Phu không phải ai khác, chính là Hàn Lập, kẻ một đường lẩn trốn đến đây. Nửa tháng trước, hắn ngẫu nhiên xuất hiện ở chốn này, mắt thấy dịch bệnh hoành hành trong thôn liền ra tay cứu trị một phen, kết quả được thôn dân xem như một vị đại phu thích vân du tứ phương, lưu hắn lại trong thôn hậu tạ. Hàn Lập vốn không muốn chỉ hoãn ở địa phương này nhưng sau hai ngày ở đây, hắn liền phát hiện một chút sự tình rất không tầm thường, Ví dụ vị trưởng thôn như trước mắt này, thoạt trông dáng dấp chẳng khác nào người chỉ mới trên dưới 40 nhưng thực tế y đã hơn 500 tuổi. Cho dù phàm nhân tại tiên giới vốn có thọ nguyên khá dài, nhưng cũng chỉ thọ đến hơn 200 tuổi trở lại. Trong khi đó, người này rõ ràng không có linh căn, không tu luyện tiên pháp, lại có thể sống lâu gấp đôi phàm nhân khác. Điều này quả thật không tầm thường, nhưng càng thêm không tầm thường chính là những người sống qua mấy trăm năm như vị trưởng thôn đây không chỉ có một. Bạch Thủ Cốc, chúng ta đến đó làm gì? Hàn Lập nghi ngờ, việc này, mà thôi, Hàn Đại Phu giúp chúng ta khu trừ dịch bệnh, dân chúng dư lương thôn này đã xem ngài là ân nhân cứu mạng rồi, ta đây cũng không nên giấu giếm nữa. Ngài thử đoán xem mấy người đang ngồi trên trúc liễn kia chừng bao nhiêu tuổi. Thôn trưởng sau khi nghe xong, có chút ngập ngừng nói. Nhìn dáng vẻ bọn họ, ước chừng đã hơn 150 tuổi a. À. Hàn Lập ra vẻ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, không sai, Bọn họ đích xác đều đã trên dưới 150 tuổi nhưng thực tế vẫn chỉ là vãn bối của ta. Ta hiện giờ đã 513 tuổi." Thôn trưởng nhẹ gật đầu. "Cái gì?" Hàn Lập sau khi nghe xong, lập tức giả bộ chấn kinh. "Hàn đại phu, ngài không cần quá mức kinh ngạc, người giống như ta trong thôn, thậm chí còn lớn tuổi hơn cả ta, cũng vẫn còn." Trưởng thôn trông thấy dáng vẻ của Hàn Lập, bèn cười cười, vỗ vỗ vai hắn. "Vẫn còn, chẳng lẽ chưa vị có được linh dược tiên pháp gì?" Hàn Lập thắc mắc, nào có linh dược tiên pháp gì, đều dựa cả vào một dòng suối sâu trong xanh bên trong bạch thủ cốc. Trường thôn lắc đầu, lại bắt đầu theo đội ngũ đi thẳng về phía trước. Dòng suối trong xanh, nước suối dạng gì lại có thể khiến người kéo dài tuổi thọ như vậy? Hàn Lập kinh ngạc nói, cái này, thật sự ta cũng không rõ ràng, dòng suối này mười phần cổ quái, hơn trăm năm mới xuất hiện một lần. Vào thời điểm nó xuất hiện, chúng ta sẽ khiêng những người gần đất xa trời trong thôn vào trong cốc cho bọn họ ngâm mình dưới suối một ngày một đêm rồi mới đón về. Trường thôn đáp, hẳn là ngâm mình dưới suối một chút, liền có thể phản lão hoàn đồng. Hàn lập nhíu mày, nói vậy cũng không sai, có điều cũng không thật sự đơn giản như thế. Linh tuyển này lúc linh lúc không, có thể khiến người tóc bạc trở thành tóc đen nhưng cũng có thể khiến người ta thân thể tàn phế hóa thành bạch cốt, hết thảy đều phải xem vận khí. Trường thôn nói ra, thì ra là thế, Hàn lập hình như có sở mộ, gật đầu nói, Hàn Đại Phu hiện giờ phong nhã hào hoa, chớ nên liều lĩnh làm thử việc này. Linh Tuyền mặc dù có thể phản lão, nhưng không thể tiệt bệnh, phàm là người mang trọng bệnh, ắt sẽ phải ra đi. Sở dĩ ta nói với ngài những lời này là hy vọng ngài có thể lưu lại trong thôn sinh hoạt cùng chúng ta, trị liệu tạp chứng cho mọi người, ngày sau cùng hưởng thụ sự trường thọ này. Trường thôn nói ra, hàn mỗ vốn dạo chơi đã quen, có thể được trường thôn thưởng thức đã thực sự cảm thấy vinh hạnh, có điều việc này đối với ta không phải là việc nhỏ, hãy để ta suy nghĩ một hai sau này sẽ có câu trả lời chắc chắn thế nào hàn lập mặt lộ vẻ khó xử nói ra ha ha không sao không sao hàn đại phu chịu cân nhắc là được trưởng thôn cũng cười hai người dẫn theo đội ngũ một đường tiến lên dần dần trò chuyện thiên về gia cảnh trưởng thôn kia còn chưa từ bỏ ý định hỏi thăm gia đình hàn lập liệu còn có ai khác đã từng kết hôn chưa sau cùng lại nói muốn đem một vị đã chừng trăm tuổi trong thôn là một lão nương với bộ dáng thiếu nữ giới thiệu cho Hàn Lập, thực sự khiến cho hắn dở khóc dở cười. Cước bộ của phàm nhân dù sao cũng quá chậm, thời điểm đi đến phía sau Bạch Thủ Cốc thì trăng lên rất cao, đã đến nửa đêm. Sơn Cốc giờ này mười phần yên tĩnh, hai bên đều là đá tảng từ trên núi sụp xuống chẳng biết bao giờ, tạo thành hai vách núi dựng đứng, vô cùng treo leo hiểm trở, dưới nguyệt quang mông lung trông như một đầu dị thú cổ quái, dữ tợn. Tiến vào trong cốc, bầu không khí bao phủ đoàn người càng trở nên trang nghiêm thành kính, ngoại trừ tiếng chiêng trống vang vọng, tất cả đều không dám mở miệng nói chuyện, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Đi sâu hơn vào trong cốc, Hàn Lập nhìn thấy được hai dải núi đá hùng vĩ, trông chất lên nhau tại một đầu, mở ra một không gian hình chữ nhân, phía dưới lại có một đầm trong xanh rộng tầm 10 trượng chứa đầy nước suối. Nước trong đầm trong và lặng không gì sánh được, mặc dù hiện giờ đã nửa đêm, trên đầu chỉ có ánh trăng mờ ảo cùng mấy bó đuốc le lói xung quanh, vẫn có thể nhìn rõ bùn xanh và lá khô nằm dưới đáy. Tại chỗ sâu nhất của đầm nước có mấy khối đá nhỏ xếp chồng lên nhau, bọt khí ủng ục. Ủng ục, nổi lên không ngớt, đúng là nguồn suối. Đoàn người tập trung bên bờ đầm nước, ai nấy nhao nhao chắp hai tay trước ngực, hai mắt khép hờ, bộ dáng giống như đang cầu nguyện. Riêng trưởng thôn thì bắt đầu tụng niệm một tràng ngữ pháp coi như một bài văn tế trang nhã. Hàn lập nhân lúc tất cả mọi người không chú ý, bàn tay nhẹ nhàng khua một cái trên mặt đầm, thu lấy một vốc nước vào lòng bàn tay, sau đó cẩn thận tra xét một hồi, lông mày không khỏi nhíu lại. Đứng trên bờ đầm, hắn mơ hồ cảm nhận được một chút ba động pháp tắc thời gian như có như không từ trong nước suối chuyển ra, nhưng khi hắn tra xét chút nước thu được vừa rồi, rốt cuộc chẳng phát hiện nó khác nước suối bình thường ở chỗ nào. Trong khi Hàn Lập vẫn đang nghi nghi hoặc hoặc, trưởng thôn đã hạ lệnh đem mấy lão đầu kia cẩn thận từng ly từng tí đặt trong đầm nước. Mấy vị lão đầu này đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, nước chỉ ngập không quá ngực, xung quanh nổi lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó, trưởng thôn chỉ huy đoàn người đồng loạt hướng về phía đầm nước vái ba lượt, sau đó thối lui khỏi sơn cốc, một ngày một đêm sau đó mới trở lại nơi này xem kết quả. Trên đường trở về không phải khô chiêng gõ trống, đám người di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều, nhanh chóng về tới trong thôn. Hàn lập cùng trường thôn cáo biệt lẫn nhau, rồi ai về nhà nấy. Nhưng không quá nửa phút về sau, một bóng người lóe lên, chui ra từ một gian nhà tranh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi thôn Dư Lương. chương 1029, tìm kiếm bí mật. Không bao lâu, trong tòa bạch thủ cốc kia, liền xuất hiện một nam tử mặc thanh bào, đương nhiên chính là Hàn Lập. Trước đó nghe trưởng thôn nói, hắn đã cảm thấy mắt linh tuyền này không đơn giản, thời gian pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó có thể cải biến thể phách thôn dân ở một mức độ nào đó, làm xuất hiện tình huống phản lão hoàn đồng hoặc mục nát hóa cốt. Nếu hắn tu luyện đại ngũ hành huyễn thế quyết ở đây, ngược lại rất có khả năng trong thời gian ngắn phá cảnh, đến lúc đó đối phó kỳ ma tử và các loại ưng quyển thiên đình truy sát sẽ nắm chắc hơn mấy phần chỉ là thời gian pháp tắc trong suối này tựa hồ không ổn định dựa theo lời nói của trưởng thôn hơn trăm năm mới xuất hiện một lần mà thời gian duy trì không quá dài do đó hắn muốn sử dụng thì phải tìm ra nguồn gốc tồn tại của lực lượng pháp tắc này mới được vừa vào sơn cốc hàn lập không lập tức chạy vào chỗ sâu trong cốc mà đứng trong cốc xem xét quái thạch lởm chởm hai bên sau một lát đúng là hắn đã nhìn ra một chút cổ quái bên trong những quái thạch lộn xộn kia lại có không ít quái thạch được minh khắc phù văn bằng kim triện văn trong đó có phù văn gần như là nguyên vẹn, có cái đã bị tàn phá quá mức rồi, nhưng tất cả, không có ngoại lệ, đều đã mất đi linh tính vốn có. Trách không được lúc trước mơ hồ nhận ra một tia ba động thời gian pháp tắc, sau khi vào trong sơn cốc thanh ti này lại không cảm giác được. Những phù văn này có hiệu quả ẩn giấu quả thật không tệ, dù đã bị tàn phá vẫn còn hiệu lực như vậy. Hàn lập vuốt nhẹ lên phù văn trên một tảng đá lớn, tán thán nói. Vừa nói xong, tâm thần hắn bỗng nhiên khẽ động, nếu nơi đây có hiệu quả ẩn giấu tung tích mạnh như vậy, vậy sao không ẩn thân nơi đây? Trong hai năm qua, mặc dù hắn không bị người tiên cung đuổi kịp nhưng vẫn có cái đuôi theo phía sau không rời, khiến cho hắn không dám dừng lại nghỉ chút nào. Thành ra cứ chạy một đoạn thời gian, hắn lại thả ra một bộ khôi lỗi, trên thân nó lưu lại ấn ký của mình, bố trí nghi trận cho truy binh. Dù như vậy, hắn cũng chưa từng chân chính thoát khỏi người tiên cung và cửu nguyên quan truy tung. Tâm niệm đã định, trong bạch thủ cốc Hàn Lập bắt đầu cẩn thận xem xét, thỉnh thoảng duỗi ngón tay vẽ trong hư không, mô phỏng theo những phù văn khác trên đá kia. Thẳng đến khi chân trời phía đông nổi lên màu trắng bạc, hắn mới ngồi xuống một tảng đá lớn, đầu đầy mồ hôi. Trải qua hơn nửa đêm bận rộn, sau khi cẩn thận tra xét tất cả phù văn, Hàn lập tự mình động thủ tu bổ lại tất cả những phù văn không nguyên vẹn, còn di rời không ít cự thạch bị lệch vị trí, tận lực bố trí lại hình dáng vốn có của phù trận sơn cốc trở lại như cũ. Khi đại trận tu bổ hoàn thành, trong nháy mắt, Toàn bộ cốc bắt đầu từ từ dâng lên sương mù. Một tầng sương mù màu trắng sữa bắt đầu bao phủ tứ phương, hầu như che giấu toàn bộ sơn cốc vào trong đó. Hàn Lập bay lên trời, buông ra thần thức cẩn thận tra xét một lát, phát hiện ngay cả một điểm chấn động nhẹ nhẹ của thời gian pháp tắc chi lực mà lúc trước hắn phát hiện được thì giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Nếu lấy lực lượng thần thức của hắn còn không thể phát giác được dị dạng nơi đây, vậy ít người có thể phát hiện ra được. Thân hình Hàn Lập một lần nữa rơi vào sơn cốc bắt đầu đi về phía dòng linh tuyền ở sâu trong cốc. Lần nữa tiến vào chỗ sâu trong bạch thủ cốc, nhìn thấy hai khối cự thạch dựng thành hình chữ nhân kia, ánh mắt hàn lập hơi trầm xuống, lại phát hiện lúc này trong linh tuyền cũng có một tầng sương mù màu trắng. Bất quá tất cả sương mù trong suối nước đều ngưng tụ không tan, tụ tập lại phía dưới cự thạch, không tiêu tán chút nào. Thần thức hàn lập quét qua, ánh mắt hơi đổi, mũi chân điểm xuống mặt đất, bay nhanh tới phía trước. Khi đi tới một bên đầm nước nhỏ do nước suối tụ lại thành, hắn liếc mắt liền thấy mấy lão giả trên 80 tuổi ngã trái ngã phải trong sương mù. Giờ phút này, con mắt tất cả bọn họ đều lồi ra ngoài, xương gò má hõm xuống, làn da toàn thân u ám khô quắt, hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mình từ lâu. Hơn nữa, ngay lúc Hàn Lập nhìn chăm chú, quần áo trên người những lão giả này vậy mà bắt đầu nhanh chóng mục nát, rất nhanh liền biến thành cho tàn, nhục thân trần trụi lộ ra cũng theo đó hủ hóa, thời gian dần trôi lộ ra từng đoạn từng đoạn xương trắng lành lạnh. Xem ra lần này, vận khí của bọn hắn không tốt à. Hàn lập hít một hơi, nói xong, hắn đưa một bàn tay ra, vươn vào trong đầm nước, nhẹ nhàng khoắng một cái, chỉ thấy một cảm giác mát mẻ xuyên thấu qua làn da truyền đến, không khó chịu gì cả. Hàn lập còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên cảm thấy từ vị trí ngồi suối ở sâu dưới làn nước bỗng nhiên có một dòng nước ấm như có như không tràn ra, quấn đến bàn tay của hắn. Dòng nước này cảm giác rõ ràng hơi trơn trơn, rất khác với nước suối chung quanh. Khi dòng nước ấm đó chạm tới bàn tay của hắn, Hàn Lập lập tức nhận ra một cỗ ba động thời gian pháp tắc chi lực đánh tới, lông tơ trên bàn tay hắn bắt đầu tăng trưởng phi tốc, dụng đi rất nhanh, cứ như vậy, lặp đi lặp lại không thôi. Hàn Lập chậm rãi thu bàn tay về, tra xét một lát, cười nói, vậy mà có thể làm tăng tốc độ thời gian, xem ra phía dưới này quả thật có dấu dị bảo gì đó. Hắn đứng dậy vung tay lên, thu bảy tám bộ bạch cốt kia vào một chỗ, đặt bên đầm nước, còn mình thì từng bước đi vào đầm đi vào tới gần tuyển nhãn, Hàn Lập cúi người, bàn tay dò xét tìm tòi. Rất nhanh, hắn liền gạt những hòn đá nhỏ trồng chất xung quanh tuyển nhãn qua một bên, phía dưới lộ ra một cái cửa hang nho nhỏ bị bùn dưới đáy đầm vùi lấp, cũng không có gì kỳ gì cả. Không đúng, ngay cả thần thức cũng dò xét không ra điểm cổ quái. Chẳng lẽ, Hàn Lập nói, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía đỉnh hai khối cự thạch bên kia. Vừa quan sát tới, hắn quả nhiên phát hiện, trên hai khối cự thạch dựng thành hình chữ nhân kia, mỗi bên trái phải minh khắc một đạo phù văn hình vòng tròn, chỉ là phía trên không hề có ba động linh lực truyền ra. Hai mắt hàn lập hơi ngưng tụ, trong mắt sáng lên hào quang màu tím nhìn lại phù văn kia thì thấy có biến hóa. Chỉ thấy bên trong hai đạo phù văn hình tròn kia, ở chỗ khảm sâu vào cự thạch mơ hồ có hào quang màu vàng lưu chuyển, như hai đầu cá chép màu vàng nối đuôi nhau theo hướng trái ngược nhịp nhàng, tới lui không ngừng. Trong lòng hàn lập hơi động một chút, thân hình bay lên, lơ lửng trên không, Hai bàn tay đặt lên trên hai đạo phù văn hình tròn. Công pháp Đại Ngũ Hành nguyễn Thế Quyết trong cơ thể vận chuyển lên, hai đạo hào quang màu vàng từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, liên kết với hai đạo phù văn hình tròn kia, ngoắc một cái liền đảo chiều trái phải. Hào quang trên phù văn hình tròn kia bỗng nhiên sáng ngời, trong nháy mắt tốc độ chuyển động tăng gấp mấy lần, chính giữa hai vòng tròn có hai phù tự đồng thời sáng lên kim quang, phun ra ngoài, hóa thành một tầng màn sáng màu vàng, che đậy hoàn toàn hai khối cự thạch vào trong hàn lập đã sớm thối lui một bước ra xa cửa thạch nhìn trước mắt trống rỗng xuất hiện đạo quang môn màu vàng kia ánh mắt do dự sau một lát hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời đã hơi sáng tâm tư đã định quanh thân sáng lên một tầng bảo quang hộ thể chân cực chi mô cũng lập tức sáng lên bên ngoài thân thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên lọt vào trong màn sáng một tiếng buộc vang nhỏ màn sáng màu vàng trong nháy mắt biến mất đầm nước nhỏ bốn phía yên tĩnh lại lại qua không bao lâu Nước suối trong đầm dần dần thấm xuống dưới mặt đất, chỗ tuyển nhãn kia không còn dòng nước chảy ra nữa. Toàn bộ đầm nước dần dần cạn, bị mặt trời đốt nóng một hồi, triệt để khô cạn, không còn thấy tung tích nước suối nữa, chỉ còn lại vài bộ xương trắng nằm trên loạn thạch bên bờ đầm. Chỗ Kim Nguyên Sơn mạch giáp với Tây Bộ, phía trên một ngọn núi thẳng đứng cô độc. Một tên nam tử tóc đỏ tay chân rất to như quạt bồ hương vậy, trên da khắc họa từng vòng từng vòng đường vân cổ quái. Chân y đang giẫm lên một bộ khôi lối đã vỡ vụn ánh mắt nhìn về phương xa, trên đầu thỉnh thoảng bốc lên từng ngọn lửa đỏ thấm. Lão chính là kỳ ma tử, một đường truy tung hàn lập đến đây. Đây đã là bộ khôi lỗi thứ 136, lần này mặc dù hắn lưu lại tinh huyết trên khôi lỗi nhưng lại còn bày ra nhiên huyết ấn ký. Một khi khôi lỗi bị chúng ta đuổi tới, tinh huyết sẽ bị đốt hết, đúng là nửa điểm vết tích cũng không lưu lại cho chúng ta. Hùng Sơn A, người nói tên này làm sao lại giảo hoạt như vậy? Kỳ ma tử nhìn về phía một tên thanh niên nam tử sau lưng, nhíu mày nói ra. Nếu Hàn Lập ở nơi đây, mặc dù chưa chắc có thể nhận ra hình dáng tên thanh niên nam tử này nhưng nhất định sẽ quen thuộc khí tức trên người gã. Người này chính là năm đó tại trúc long đạo kết giao khá thân với hắn, cuối cùng chết bởi tay hắn, là Hùng Sơn phó đạo chủ. Đại nhân không cần kỳ quái, vị Hàn đạo hữu này tính toán tỉ mỉ, vãn bối đã từng tự mình trải nghiệm, hơn nữa còn bỏ ra một cái giá lớn rất thê thảm đau đớn. Chỉ là ta không sao có thể nghĩ tới hắn trưởng thành nhanh như vậy bây giờ đã trở thành mối họa lớn trong lòng thiên đình rồi. Hùng Sơn nhớ tới chuyện cũ, trong lòng không khỏi lo lắng, mở miệng nói ra. Vốn định âm thầm bắt hắn, không ngờ hắn dám trực tiếp chém giết tới Kim Nguyên Tiên Cung, thật sự đã giết chết tên phế vật đông phương bạch kia, dù thiên đình bên kia mắt có mù thì cũng sẽ chú ý tới hắn. Thế cũng tốt, ta không cần thiết che giấu hành tung nữa, có thể lấy danh tiếng tiên ngục, quang minh chính đại đuổi bắt hắn rồi. Kỳ ma tử như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói ra. Đại nhân, xem một đường truy tung, đại khái là hướng trung bộ kim nguyên tiên vực bên này. Chỗ đó thế lực phức tạp, chúng ta đuổi bắt chỉ sợ có chỗ không tiện. Hùng Sơn trần chờ nói, hư, thiên đình bất mãn bên đó đã rất lâu rồi, nếu có tông môn nào dám can đảm vào lúc này thò đầu ra, vậy liền vừa vặn mượn cơ hội gõ đầu chúng. Bất quá, gia chủ trưởng lão những tông môn thế gia này có tên nào mà không phải lão hồ ly thành tinh. Bọn chúng sẽ biết khôn ngoan mà giữ mình, không chủ động trêu chọc chúng ta. Chỉ sợ vì không tham gia vũng nước đục này, bọn chúng còn nghiêm lệnh đề phòng, không để Hàn Lập chui vào địa bàn của mình. Kỳ ma tử hư lạnh một tiếng, nói ra, lại nói, Hàn Lập này luôn luôn quen độc hành, hơn phân nửa sẽ không tiềm ẩn tại một thế gia tông môn nào đó. Chúng ta cứ tập trung điều tra từng tông môn thế lực hoặc là địa phương còn trống, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Hùng Sơn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói như thế. Kỳ ma tử không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, hiển nhiên cũng đồng ý với ý kiến của gã. Đi thôi, lúc trước cảm ứng được một chút khí tức, hẳn là hướng đông nam. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn còn có thể chạy được bao lâu. Sau một lát, kỳ ma tử nói ra, bàn tay lão vung lên, một phi toa hỏa hồng xung quanh lượn lờ lửa đỏ nổi lên. Lão và hùng sơn lần lượt nhảy lên, tiếp theo toàn bộ phi toa đột nhiên hóa thành một đạo hỏa tuyến, xẹt qua, trong nháy mắt biến mất cuối chân trời. Trường 1030, Kim Trúc Thú, thân hình hàn lập vừa vượt qua màn sáng màu vàng trong nháy mắt, liền bị một cỗ lực lượng pháp tác mãnh liệt giam cầm cả người từ trên xuống dưới đều bị những sợi tơ màu vàng quấn quanh giờ phút này cả người hắn cứ bị treo thẳng tắp giữa không trung như vậy không thể động đậy hai mắt hắn liếc xuống dưới chỉ thấy dưới thân là một khu núi rừng xanh um tươi tốt rậm rạp rộng đến mấy trăm dặm chỗ rìa bị sương mù màu xám dày đặc bao phủ hiển nhiên là một chỗ bí cảnh cỡ nhỏ trong núi rừng cây cối rậm rạp mơ hồ có thể nhìn thấy một con đường dài hẹp quanh co được lát bằng những viên đá xanh nó uốn lượn vặn vẹo xuyên qua tầng tầng rừng rậm một mực thông chạy sâu đến một khoảnh sân nhỏ màu vàng thời gian pháp tắc chi lực thật nồng đậm hàn lập thu tầm mắt lại nhìn thoáng qua sợi tơ màu vàng quấn quanh người nhịn không được tán thắn nói loại cảm giác này giống như là bị chân ngôn bảo luân giam cầm chỉ là suy nghĩ của hắn không bị ảnh hưởng trái lại thân thể bị những sợi tơ màu vàng sắc bén không gì sánh được kia siết chặt như cắt vào da thịt dù chưa thực sự bị cắt nhưng cũng cảm thấy hết sức đau đớn hắn đang cân nhắc thần sắc bỗng nhiên hơi đổi, quan sát thấy trong rừng núi xa xa, bỗng nhiên dâng lên trận trận khói bụi, hai đạo thân ảnh vàng óng to lớn, một đường phá rừng hủy gỗ lao đến phía hắn bên này. Hàn lập nhìn kỹ, liền phát hiện đó là hai con mãnh hổ to lớn toàn thân hoàng kim, tựa như được đúc từ vàng lỏng, hai bên sườn sinh ra hai cánh lông vũ màu vàng, chỉ là do hình thể nó quá to lớn, nên đôi cánh nhìn có vẻ hơi nhỏ, cũng không thể trực tiếp vỗ cánh để phi hành được. Mà theo chúng không ngừng vò tới trước, hai cánh màu vàng liên tục vung vẩy, thân thể cự thú kia đúng là hơi cách mặt đất một xíu, vọt về hướng bên này. Đây là, kim trúc thú, tâm niệm hàn lập vừa động, tự lẩm bẩm Mặc dù loại dị thú này được gọi là thú nhưng kỳ thực toàn thân đều do nguyên khí thực chất thuần khiết kim thuộc tính ngưng tụ thành, trong kim nguyên sơn mạch này càng như cá gặp nước, cực kỳ khó chơi. Đang cân nhắc, chân ngôn bảo luân trong cơ thể hắn lập tức nghịch chuyển, ba động thời gian pháp tắc chi lực bắt đầu nhộn nhạo ra chung quanh, thử đạt tới một loại cân bằng nào đó với sợi tơ màu vàng quấn quanh người hắn. Theo thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể không ngừng tuôn ra, từng sợi tơ màu vàng quấn quanh trên người hắn bắt đầu tự giải khai ra nhưng tốc độ thủy chung không nhanh. Vẹn vẹn người mấy hơi thở sau, sợi tơ màu vàng quấn quanh Hàn Lập còn đến mấy trăm sợi, mà hai con kim trúc thú giống như cự hổ kia đã vọt tới trước người. Hai con kim trúc thú vừa mới tiếp cận, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, phân biệt cắn tới phía đầu và vùng eo của hắn. Chỉ thấy trong miệng chúng là hàm răng vàng sắc nhọn ngưng tụ từng đạo kim quang ở trong truyền ra trận trận nguyên khí kim thuộc tính sắc bén không gì sánh được khiến cho hàn lập cảm thấy có chút âm thầm kinh hãi mắt thấy thời điểm cái miệng lớn sắp cắn tới trên thân hàn lập bỗng nhiên hiện lên ánh lửa vang lên một tiếng thanh minh vang dội chỉ thấy một con hỏa điểu màu bạc từ đầu vai hắn bỗng dương cánh bay ra trong nháy mắt hóa thành một con ngân diễm cự điểu hai cánh liệt diễm cháy hừng hực va chạm với hai con kim trúc thú ầm ầm hai tiếng nổ đùng vang lên mảng tia lửa màu bạc to lớn tóe ra nghênh chiến trọng kính của hai con kim trúc thú, hai cánh của tinh viêm hỏa điều đều bị chúng nắm lấy, khiến nó bị cưỡng ép phải bay là là trên mặt đất. Giống, hai con thú gào lên một tiếng, cả hai đều dương miệng to như chậu máu, cắn vào cánh tinh viêm hỏa điều. Chỉ nghe một tiếng rẹt vang lên, tinh viêm hỏa điều đã phóng vút lên cao, trên đôi cánh lửa đã bị rách mất một mảng lớn hỏa diễm. Hai con kim trúc thú kia nhai nhóp nhép trong miệng, đúng là chúng không sợ liệt diễm gây bỏng chút nào, trực tiếp nuốt hỏa diễm vào trong bụng. Hàn lập thấy vậy, Lông mày không khỏi nhíu một cái, ngân diễm của tinh viêm hỏa điều lợi hại thế nào, trong lòng hắn biết rõ, vậy mà bụng của hai con dị thú này lại có thể chứa được hỏa diễm này, quả thực làm hắn kinh ngạc. Bất quá hắn không nhìn lâu, mà toàn lực thôi động chân môn bảo luân trong cơ thể nghịch chuyển, dùng thời gian pháp tắc chi lực chống lại sợi tơ màu vàng quấn quanh thân, bước chúng ra từng chút từng chút một. Sau khi bị thôn phệ mất một phần hỏa diễm, tinh viêm hỏa điều không hề sợ mà còn nổi giận, từ trên không trung giang rộng đôi cánh lao mạnh xuống dưới nó giống như một viên thiên thạch hỏa diễm ẩm ẩm đập xuống, lập tức tỏa ra ngân diễm nóng rực khắp nơi, vây quanh hai con kim trúc thú này. Tiếp theo, ngọn lửa rừng rực bốc lên, xoay tròn thành một đao vòi rồng lửa bao phủ chúng vào bên trong. Vòi rồng lửa bạc trực tiếp xông lên tận trời, cơn lốc xoay tròn trợ giúp cho thế lửa càng mạnh khiến nhiệt độ bên trong tăng vọt mấy lần. Hai con kim trúc thú ở trong đó, toàn thân dạng rỡ kim quang, bên ngoài thân lại có từng tia từng sợi xương mù màu vàng nhạt bốc hơi đi. Hàn Lập liếc thấy một màn này, chợt nhớ lại đa số kim trúc thú này từ nguyên khí kim thuộc tính ngưng tụ sinh ra, sương mù bốc hơi này hơn phân nửa chính là nguyên khí. Đúng lúc này, hai tiếng gầm thét đột nhiên truyền đến, hai con kim trúc thú chạy loạn bên trong vòi rồng lửa bạc sắp sửa va và đầu vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, đầu hai con kim trúc thú trùng điệp đụng vào nhau, một mảnh kim quang chói mắt bỗng nhiên lóe lên, từ chỗ chán nó quét ngang ra, ở trong cuốn theo cỗ sắc bén chi lực làm người ta sợ hãi, trong nháy mắt xé rách ngân diễm chung quanh hai con kim trúc thú tả hữu xông lên, thoát ly ngân diễm khống chế, chạy trốn ra ngoài. Ngân diễm hỏa điều bị chém làm đôi, hai mảnh hỏa diễm lập tức tuôn về cùng một chỗ, ý đồ dung hợp lại nhưng giữa hai mảnh hỏa diễm thủy chung lại có một tầng kim quang cách trở, đúng là không thể nào hợp làm một được. Kim trúc thú thoát ly khống chế, không để ý tới tinh viêm hỏa điều nữa, mà bốn vó phi nước đại phóng lên trên không, há miệng to như chậu máu, lần nữa xông thẳng đến Hàn Lập. Chỉ là lúc này Hàn Lập đã thoát khỏi những sợi tơ màu vàng trói buộc, hai mắt ngưng tụ bỗng nhiên bước tới hư không phía trước một bước hai cánh tay đồng thời rung lên vận chuyển thần thông đại lực kim cương quyết đánh tới hai con kim trúc thú một mảnh quang mang tinh thần từ hai tay hắn sáng lên trên hai nắm đấm to lớn càng là tràn ngập một tầng tinh quang phân biệt đập xuống chán hai con kim trúc thú lập tức vang lên hai tiếng nổ mạnh bong bong trong không trung hai đoàn khí kình hiện lên vòng tròn nổ bể ra hai con kim trúc thú như bị ngọn núi đẻ xuống rơi thẳng xuống mặt đất phía dưới nện thẳng xuống làm toàn bộ đại địa chấn động. Hàn Lập phi thân xuống, đầu tiên là nhìn thoáng qua tinh viêm hỏa điểu còn đang muốn dung hợp nhưng không thể được, sau đó đuổi sát theo hai con kim trúc thú, không đợi bọn chúng từ dưới hố sâu mặt đất bò lên, trọng quyền lại liên tục nện xuống. Rầm rầm rầm, liên tiếp trọng quyền bạo kích, hai nắm đấm Hàn Lập đập xuống như mưa, trên đại địa chấn động oanh minh vang lên không ngừng. Hơn trăm quyền qua đi, mặt đất phương viên hơn 10 dặm đã trở thành một mảnh hỗn độn, lúc này Hàn Lập mới thu tay lại sợ nếu không có kỵ gì mà tiếp tục đập xuống toàn bộ căn cơ bí cảnh sẽ bị mình đập bể ra nhưng mà sau khi hắn ngừng lại nhìn xuống đáy hố lông mày không khỏi nhíu chặt lại chỉ thấy dưới đáy hố khổng lồ kia rỗng tuếch nào còn có bóng dáng kim trúc thú hàn lập phi thân rơi vào đáy hố mới phát hiện hai con kim trúc thú kia đã trốn vào một đầu thông đạo trong lòng đất đi chúng ta trước đi báo thù cho ngươi hả giận sau sẽ nghĩ biện pháp xóa đi những kim quang kia cho ngươi khôi phục hình dáng ban đầu tâm thần hàn lập khẽ động, liên hệ với tinh viêm hỏa điều. Hỏa điều nghe vậy, liền ngừng ý đổ đem nửa hỏa diễm kia thôn phệ, hóa thành hai con chim nhỏ ngân diễm giống nhau như đúc, đáp xuống bờ vai hàn lập. Hàn lập nhìn thoáng qua cửa hang kia, thần thức chui vào, tiếp theo bay vào bên trong. Thông đạo vì vừa mới đào xong, bên trong có chút ẩm ướt oi bức, khắp nơi đều là một mùi bùn đất mốc meo. Hàn lập nhíu mũi đi hơn 10 dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái ngã ba. Đến đây, Lông mày của hắn không khỏi nhảy một cái, phát hiện có chút dị dạng. Chỗ ngã ba này chính là hình thành từ thông đạo mà Hàn Lập đi đến giao với một đầu thông đạo cắt ngang qua phía trước. Thông đạo phía trước rộng rãi hơn, bốn vách tường bóng loáng khô ráo, hiển nhiên đã có từ sớm, không phải là kim trúc thú mới đào. Cùng lúc đó, trong thông đạo kia có gió thổi qua, Hàn Lập lấy tay cảm thụ một chút, phát giác cực kỳ nóng. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, lần này ngươi có lộc ăn đấy. Thần thức hắn quét qua, sau đó ánh mắt hơi lóe lên khóe miệng lại vỉnh lên một vòng ý cười. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, tiến vào ngã ba, lướt gấp về phía thông đạo bên trái. Trong thông đạo lên xuống nhấp nhô, kéo dài hơn 10 dặm, cuối cùng thông ra một không gian dưới đất có diện tích khá lớn. Hàn lập từ cửa thông đạo đi ra, chứng kiến phía trước xuất hiện một hỏa trí năm màu rộng chừng trăm trượng, bên trong có hỏa diễm năm màu rực rỡ hỏa lẫn nhau là xích, hoàng, lục, thanh, lam, từ đó chuyển ra trận trận sóng nhiệt hừng hực không gì sánh được hai con kim trúc thú bị Hàn Lập đánh lui lúc trước giờ phút này đang nằm bên cạnh hỏa trì năm màu chúng đang gặm một khối khoáng thạch màu vàng to lớn mỗi một lần nhai nuốt liền có một sợi nguyên khí kim thuộc tính hòa nhập vào thể nội hai con thú thấy Hàn Lập tiến đến lập tức cảnh giác bò dậy thân hình ép thấp xuống nhìn về phía hắn nghe hàm răng nhọn nhưng đã lĩnh giáo sự lợi hại của Hàn Lập không dám tùy tiện xông lên trách không được trước đó chúng có thể chống đỡ tinh viêm chi hỏa nguyên lai là quanh năm nằm nghỉ gần ngũ thải hỏa trì này lại ăn chán trên mỏ vàng chịu hỏa lực xâm nhiễm vậy cũng không có gì kỳ quái hàn lập cười nói lúc này hai con ngân diễm hỏa điểu trên đầu vai hắn cũng phát hiện ngũ thải hỏa trì trước mắt bất phàm chúng nhảy nhót không ngừng lộ ra thập phần hưng phấn và sao động người cũng phát hiện rồi sao đi đi hàn lập vừa cười vừa nói hai con tinh viêm hỏa điểu được lệnh lập tức mở ra hai cánh cùng bay vào ngũ thải hỏa trì mắt thấy hai con hỏa điểu đồng thời nhào về phía ngũ thải hỏa trì Hai con kim trúc thú lập tức vội vã, thân thể nhảy lên, vọt lên giữa không trung, muốn nhào về phía hai con hỏa điều. "Xuống cho ta." Con người Hàn Lập co rụt lại, gầm lên một tiếng. Thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, đã tới dưới thân hai con kim trúc thú, hai tay đồng thời thò ra, mỗi bên trái phải, tóm lấy hai cái đuôi của hai con kim trúc thú, tiếp theo kéo một cái, lập tức giật chúng trở lại. Hai con kim trúc thú trùng điệp ngã xuống đất, thân thể bỗng nhiên lộn mạnh một cái, bò lên, nhào về phía Hàn Lập chân linh huyết mạch trong cơ thể Hàn Lập vận chuyển, quanh thân hiện lên bộ lông màu vàng óng, trong nháy mắt hóa thành một đầu cự viên màu vàng cao hơn 10 trượng. Hai bàn tay to lớn đồng thời đè xuống đầu hai con kim trúc thú, ép chặt xuống không cho ngọ người. Đầu hai con kim trúc thú đập xuống đất ầm ầm, thân thể giãy giụa kịch liệt, hai đuôi như hai cái roi khô loạn xạ, vẫn bị Hàn Lập dễ dàng ép tới mức không ngẩng đầu lên được chút nào. Chương 1031, thú tao nhã. Hàn Lập biến thành kim mao cự viên, hai cự trưởng tựa như hai chiếc vòng sắt gắt gao đè hai con kim trúc thú xuống ánh mắt hắn hơi chấp động nếu hắn muốn đánh giết hai con thú này tự nhiên sẽ có biện pháp nhiều lắm là phí một phen công phu mà thôi chỉ là giờ phút này hắn đang do dự muốn thu hai con dị thú này vào trong động thiên hoa chi làm hai con linh thú hộ viên cũng không tệ đang do dự đuôi của hai con kim trúc thú bỗng nhiên nối lại với nhau hai mảnh kim quang trói mắt đồng thời sáng lên thân thể hai con kim trúc thú đột nhiên hóa lỏng sau đó dung hợp lại với nhau, trong chớp mắt hóa thành một con kim hổ to lớn. Sau khi hợp hai làm một, kim xí trên lưng kim trúc thú rõ ràng lớn lên mấy lần, chỉ là so với hình thể vẫn có chút không cân đối. Lại còn có thể dung hợp, không hổ là thiên đại dị thú do nguyên khí kim thuộc tính trí chân trí thuần biến thành. Cảm nhận được khí tức trên thân nó tăng vọt, Hàn Lập không khỏi gật đầu cười nói. Giống, sau khi khí tức kim trúc thú tăng vọt, tựa hồ tính khí cũng mạnh mẽ lên nhiều, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, muốn cắn xé hàn lập. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến phát sinh, trong ngũ thải hỏa chỉ phía sau, sóng lửa cuồn cuộn kịch liệt, một con quái điểu hỏa diễm to lớn vô cùng vỗ cánh bay ra, chiếc mỏ chim màu bạc to lớn bỗng nhiên mổ mạnh xuống dưới. Đừng, hàn lập vừa lên tiếng, nhưng đã chậm, mỏ nhọn quái điểu hỏa diễm kia đã mổ kim trúc thú thành hai đoạn, tiếp theo thò chiếc lưỡi ra cuốn một cái, nuốt kim hổ vào trong bụng. Đáng tiếc, hàn lập vẫn còn giữ động tác đưa tay ngăn lại, cứng đờ tại chỗ trong lòng thở dài u sầu quái điều hỏa diếm kia thấy biểu hiện của hàn lập như thế hơi nhưng đầu nhìn về phía hắn tựa hồ không hiểu ý tứ của hắn thôi thôi ăn thì cũng đã ăn rồi sau này tìm được tiểu bạch để nó trông coi hộ viện cũng được tựa hồ cũng không tệ hàn lập lúng túng cười cười khoát tay áo nói ra trong khi nói chuyện hắn đã thu hồi chân linh huyết mạch chi lực lần nữa khôi phục hình người con quái điều hỏa diễm to lớn kia cũng thu nhỏ hình thể lại, đi theo dòng chảy của hỏa trì thải diễm tới phía rìa. Hàn lập đi tới phía trước, chỉ thấy quái điều hỏa diễm nâng một cánh lên, ở trong đó có bốn hạt châu lớn chừng hạt nhãn đang nằm lặng yên, màu sắc theo thứ tự là hoàng, lục, thanh, lam, đang chấp động cộng hưởng với hỏa trì thải diễm này. Bốn hạt châu dạng giữa hào quang, ở trong có cỗ sóng nhiệt làm cho người hít thở không thông đang không ngừng tỏa ra. Thất thải hỏa đan xa, lại có nhiều như vậy, Hàn lập kinh ngạc nói. Hỏa diếm quái điều kia đưa mỏ nhọn lên khép mở mấy lần, dù không có âm thanh nào phát ra, Hàn Lập vẫn hiểu ý tứ của nó. Ngươi nói là còn có một viên đan sa màu đỏ, đã bị ngươi ăn. Hỏa diếm quái điều lập tức vui sướng gật gật đầu, dẫn tới hỏa diếm trong ngũ thải hỏa chỉ cũng theo đó chập chờn không thôi. Ha ha, vậy là tốt rồi. Nếu luyện hóa hấp thu hết những thất thải hỏa đan sa này, uy lực dị hỏa của ngươi lại tăng lên một bậc, trở thành phần thiên luyện địa trong truyền thuyết chưa hẳn là không thể. Hàn lập vui mừng, cười vang nói hỏa diễm quái điều hưng phấn không thôi thân thể khẽ ngửa về sau nằm trong hỏa trì như bơi ngửa không hề thấy hai cánh có động tác gì nhưng thân thể vẫn trôi về phía sau rất thoải mái ngươi ở lại đây luyện hóa những hỏa đan xa kia cho thật tốt ta đi nơi khác xem còn có cơ quan nào không nếu có sự tình gì ngoài ý muốn lập tức lấy tâm thần liên hệ thông chi cho ta ta sẽ tới tìm ngươi hàn lập suy nghĩ một chút dặn dò hỏa điều trong hỏa trì nhảy lên thật cao lại đáp xuống biểu thị tự mình đã hiểu Hàn Lập lại tra xét bốn phía ngũ thải hỏa trì một lát, phát hiện không có gì không ổn, sau đó mới quay người đi vào thông đạo kia. Xuyên qua một đầu thông đạo dưới lòng đất dài mấy trăm trượng, địa thế dần dần lên cao, Hàn Lập theo đó đi ra cửa động. Ra cửa động, Hàn Lập đi vòng qua một tấm bình phong ngăn tại chỗ cửa động, đi vào trong một tòa đại điện màu vàng ống. Trong đại điện trống rỗng, không bày biện gì nhiều, chỉ là ở phía trước đặt ba cái bồ đoàn bạch ngọc hình tròn, phía trên khắc rõ từng vòng từng vòng đường vân hình tròn trồng chất như mê cung vậy. Hàn lập chăm chú nhìn một lát, cảm thấy trước mắt hơi mê muội, vội lấy lại bình tĩnh, mới khôi phục như cũ. Có chút ý tứ, hắn cười nói một câu, đi ra phía trước cẩn thận tra xét một lát, phát hiện ba khối bổ đoàn bạch ngọc dính chặt trên mặt đất, căn bản không thể xê dịch. Bất quá trừ điều đó ra, ngược lại không có gì cổ quái, bất luận hắn lấy thần thức dò xét, hay là lấy tiên linh lực thăm dò, ba khối bổ đoàn bạch ngọc kia đều không nhúc nhích tí nào, không có nửa điểm biến hóa hàn lập nhìn một lát không còn hứng thú nữa liền đẩy cửa điện đi ra ra ngoài điện hắn phát hiện lúc này đã đi tới khu kiến trúc màu vàng mà lúc trước hắn đã nhìn thấy từ xa bên ngoài đại điện là một quảng trường đá trắng ở chính giữa có một khung nhiệt quỹ được chế từ đá ngoài ra thì trống rỗng mà phía bên kia của quảng trường đá trắng là cửa phủ to lớn của khu kiến trúc hàn lập không nóng lòng đi qua đó mà đi dọc theo một con đường bên cạnh tòa đại điện này xuyên qua một cánh cửa hình vòm đi tới một vườn hoa ở chính giữa trong vườn hoa trồng rất nhiều linh hoa linh thụ, bên trong có nhiều loại hoa quý, từng đóa từng đóa hoa tươi phát tán thiên địa linh khí, muôn hồng nghìn tía nở rộ cả vườn. Hàn Lập đi vào trong đó, thân sắc không khỏi hơi đổi, cảm giác giống như lúc trước ở bên cạnh bờ suối kia, hắn lần nữa nhận ra một sợi thời gian pháp tác chi lực như có như không. Chỉ là nguồn lực lượng này hơi phân tán, mặc dù hắn toàn lực ngưng thần cảm thụ, vẫn không cách nào tìm được đầu mối, chỉ cảm thấy nguồn lực lượng kia tựa hồ tràn ngập chung quanh trên mỗi một đóa linh hoa nhưng trên một đóa hoa nào cũng không cảm thụ rõ được. Hàn Lập tiện tay hái xuống một đóa cửu biện tử đàm, cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện trên đó chỉ có một chút linh khí lưu lại, cũng không ẩn chứa bất luận thời gian pháp tắc chi lực nào. Thật sự là kỳ quái a, à. Hàn Lập than nhẹ một tiếng, tiếp tục đi sâu vào sân nhỏ phía sau. Xuyên qua vườn hoa, phía sau là một tiểu viện độc lập tổng cộng trái phải có ba gian gồm phòng chính và hai xương phòng ở hai bên trái phải. Hàn lập tiến vào trong xương phòng bên trái đầu tiên, trong phòng bầy biện có chút đơn giản, chỉ có vài giá sách kê sát tường, phía trên xếp trồng dày đặc các bộ điển tịch. Hắn tiện tay lấy xuống một quyển, đọc qua một hơi, phát hiện tựa hồ cũng không phải bí điển cao thâm gì, mà chỉ là một chút thi thơ văn chương phổ thông của thế tục. Trong lòng Hàn lập nghi hoặc, lại lấy xuống tiếp một quyển. Sau khi đọc qua, thần tình trên mặt càng thêm cổ quái, bởi vì bản cổ thư trên tay hắn cầm lúc này, không phải là công pháp điển tịch gì, cũng không phải thi thơ văn chương, mà là một bộ tiểu thuyết diễm tình. Ha ha, xem ra chủ nhân tiên phủ này có hứng thú với đủ các loại A. Hàn lập có chút cảm khái, lẩm bẩm hắn ở trong gian thư phòng này một lát, sau đó quay người đi ra cửa, đi vào xương phòng đối diện. Trong phòng bên kia bày biện cũng không phải ít, bất quá đều là các đồ chơi kim thạch văn hóa, các loại châu ngọc đồ sứ, về phần pháp bảo tiên khí, nửa cái cũng không có.